Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 206, không thể bảo vệ các ngươi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn sang chiến trường cách đó không xa. Đặc biệt là trận chiến của lão Kỳ và lão già áo tím kia. Hai người ngang cơ nhau, trận chiến của cả hai kịch liệt nhất. Một bên khác, cửu lâu chủ của Túy Tiên Lâu cùng bốn người Khương Việt Thiên vẫn chưa dốc hết sức, đều đang kiềm chế lẫn nhau. Diệp Huyên lại nhìn quanh bốn phía. Trong bóng tối thăm thẳm xung quanh vẫn còn có không ít người đang quan sát. Không một ai là yếu cả. Những người này không ngu ngốc, đều muốn xung phong ra trận cho Đại Vân Đế Quốc, đến khi cần thiết chắc chắn bọn họ sẽ ra tay, tỉ như khi lão Kỳ chiến bại. Khi đó, những người này sẽ còn gì phải lo lắng nữa. Lão Kỳ. Diệp Huyên nhìn thoáng qua lão Kỳ vẫn đang đánh nhau nơi chân trời, khẽ nói, lão Mặc, lão Bạch. Lão An, hôm nay có thể mọi người đều phải bỏ mạng ở đây thật rồi. Mạc Vân Khởi khẽ thở dài, lấy ra một tờ giấy và cây bút lông, bắt đầu viết. Bạch Trạch liếc nhìn Mạc Vân Khởi, hỏi, làm gì thế? Mạc Vân Khởi liếc nhìn Bạch Trạch, viết di thư. Nếu không, còn có thể làm gì nữa? Di thư. Bạch Trạch khẽ nói, ai đưa đi giúp cho ngươi? Mạc Vân Khởi ngưng lại một lát rồi lắc đầu đáp, mặc kệ nó, cứ viết lại đã. Hắn ta lại hỏi Bạch Trạch, ngươi thì sao? Bạch Trạch lắc đầu, viết cho ai? Mạc Vân Khởi hơi kinh ngạc hỏi lại, ngươi không có người nhà à? Bạch Trạch lại lắc đầu, ta được giá thú trong núi nuôi lớn. Giá thú nuôi lớn? Diệp Huyên và Kỳ An Chi cùng nhìn qua Bạch Trạch, khá kinh ngạc. Mạc Vân Khởi thấp giọng thở dài, to con, thì ra ngươi đáng thương như thế. Bạch Trạch lạnh nhạt nói, dưỡng phụ của ta là yêu sói. Cả Mang Sơn đều là nhà ta. Sắc mặt Mạc Vân Khởi cứng ngắc, ta còn mẹ nó. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng nổ vang lên phía chân trời xa xa, chỉ trong thoáng chốc đã khiến cho cả một vùng rung động dữ dội, sau đó dần dần nứt sụp xuống. Sắc mặt mấy người Diệp Huyên đều thay đổi, nhao nhao lùi lại. Chân trời lại vọng lên tiếng nổ ầm ầm, ngay sau đó, hai bóng người từ không trung nhảy ra. Chính là lão Kỳ và lão già áo tím. Lão già áo tím liếc nhìn lão Kỳ, sắc mặt khá ngưng trọng, bảo sao bao năm như vậy mà học viện Thương Lan vẫn không sụp đổ, có người mạnh như ngươi ở đó, ai dám động đến các ngươi e rằng cũng phải tự cân nhắc một hai. Lão Kỳ gỡ hồ lô rượu bên hông xuống, uống ực một hớp lớn, rượu chảy xuống theo khóe miệng lão. Một lát sau, lão cất hồ lô rượu đi, cúi đầu nhìn bọn Diệp Huyên bên dưới, có hối hận vì đã gia nhập học viện Thương Lan không? Diệp Huyên lắc đầu, chưa từng hối hận. Hắn không hối hận vì đã gia nhập học viện Thương Lan. Nếu không có lão Kỳ, không biết muội muội sẽ thế nào. Hơn nữa, từ sau khi vào học viện Thương Lan, hắn còn được quen biết với đám Mạc Vân Khởi, ở đây, hắn cảm thấy rất thoải mái. Nơi này, tựa như một ngôi nhà vậy. Ở nhà họ Diệp tại Thanh Thành, hắn chưa từng có cảm giác này. Ở Thanh Thành, chỉ có lạnh lẽo và lợi ích. Mà ở đây, hắn hiểu được cái gì là bằng hữu. Bên cạnh Diệp Huyên, Mạc Vân Khởi ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, lão Kỳ, ta nói thật với ông, ngay từ đầu thật ra ta rất hối hận, nhưng sau này, ta phát hiện ông cũng không tệ, mà ở đây, quen biết được Diệp Thổ Phỉ và To Con, còn có cả Kỳ học tỷ, mặc dù Diệp Thổ Phỉ và Bạch Trạch vẫn thường ghen ghét với vẻ đẹp trai của ta, nhưng... được rồi, trên không trung, lão Kỳ đột nhiên khoát tay áo, ngươi đừng nói nữa. Đến lượt Bạch Trạch nói. Mạc Vân Khởi. Bạch Trạch đứng bên cạnh Mạc Vân Khởi nhìn lão Kỳ, lắc đầu đáp chưa từng hối hận. Chưa từng hối hận. Trên không trung, lão Kỳ ực một hớp rượu mạnh, sau mấy hơi thở, đột nhiên lão bóp thật mạnh, hồ lô rượu kia nát bấy. Từ chân trời vọng lên tiếng cười của lão Kỳ, chưa từng hối hận, đủ rồi, đủ rồi. Tiếng nói vừa dứt, lão quay sang nói với lão già áo tím phía xa xa, vậy thì tới đánh đi. Vừa dứt lời, một luồng khí tức khủng bố đột nhiên khuếch tán ra từ nơi chân trời. Lão già áo tím phải nhắm chặt hai mắt lại. Chốc lát sau, lão hơi nhấc hai tay lên, cả chân trời cũng bị bóp méo lại. Vạn vật uốn khúc. Đây là năng lực đặc biệt của vạn pháp cảnh. Phía chân trời, từng luồng sức mạnh khổng lồ không ngừng chấn động lan ra bốn phía, khiến cho cả ngọn núi Thương Lan đều rung lên dữ dội. Khắp xung quanh, vô số người cảm thấy hoảng hốt, liên tục lùi lại. Thấy cảnh tượng này, lão già áo tím cách đó không xa biến sắc ngươi. Ngươi muốn tự bảo. Đúng lúc này,
Hai bóng người đột nhiên xuất hiện hai bên trái phải Lão Kỳ. Phụt phụt. Hai tia máu từ yết hầu và bụng của Lão Kỳ bắn ra tung tóe. Luồng sức mạnh cường đại trên không trung chợt biến mất chỉ trong chớp mắt, ngay sau đó, Lão Kỳ rơi xuống đất từ trên không trung. Là sát thủ vạn pháp cảnh đỉnh cao của thế giới ngầm. Cẩn thận, có tiếng hét kinh hãi của Cửu Lâu chủ vâng lên. Bên dưới, bọn Diệp Huyên nhìn Lão Kỳ rơi từ trên trời xuống mà ngây người, đặc biệt là Kỳ An Chi, nàng ngẩn ra như người mất hồn vậy. Diệp Huyên lập tức tung mình nhảy lên đón lấy Lão Kỳ. Diệp Huyên ôm Lão Kỳ vững vàng rơi xuống đất, máu tươi không ngừng tràn ra từ yết hầu Lão. Diệp Huyên ngẩn ngơ, vội vàng muốn tìm đan kim sang. Lão Kỳ che cổ họng mình khẽ lắc đầu nói, không được. Diệp Huyên nhìn Lão, Lão Kỳ nhìn bốn người Diệp Huyên, khẽ nói, không thể bảo vệ các ngươi. Chương 207, khi nào lệnh sư tới? Không thể bảo vệ các ngươi nữa. Cả bốn người Diệp Huyên đều rơi nước mắt. Diệp Huyên nắm thật chặt tay Lão Kỳ. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã coi Lão như người thân từ lâu. Người thân. Mạc Vân Khởi cũng vậy. Lúc này hắn ta không còn vẻ cả lơ phất phơ như trước nữa, mà cả khuôn mặt đã đẫm nước mắt. Bạch Trạch nắm chặt hai tay. Y không khóc, nhưng trong hốc mắt cũng đã răng kín sương mù. Kỳ An Chi cúi đầu trầm mặc. Hơi thở của Lão Kỳ càng lúc càng yếu. Lão nhìn từng người một, cuối cùng nhìn Diệp Huyên, nói, sau khi ta đi, ngươi chính là viện trưởng học viện Thương Lan, hứa với ta, phải chăm sóc bọn họ thật tốt, chớ có để bọn họ bị người khác bắt nạt. Diệp Huyên khẽ gật đầu, nước nở đáp vâng. Lão Kỳ mỉm cười, ngón tay che yết hầu hơi hở ra, khiến cho máu tươi lập tức tuôn ra xối xả. Lão nghiêng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi dặn dò có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, nếu có thể, sau này nhờ ngươi mang những thi thể trên con đường nhỏ Thương Sơn kia về. Bây giờ ngươi là viện trưởng, phải gánh trách nhiệm này. Chuyện thứ hai, ta tới từ Tổng viện Học viện Thương Lan ở Trung Thổ Thần Châu, ta không thẹn với Học viện Thương Lan, nhưng lại hổ thẹn với sư tôn ta. Sau này, nếu có thể, các ngươi tới Tổng viện Học viện Thương Lan một chuyến, dập đầu ba cái thay ta, nói rằng, kiếp sau ta nhất định sẽ báo đáp ân tình của người. Vừa dứt lời, đột nhiên lão bay lên, một khắc sau, một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ bao trùm bốn người Diệp Huyên. Chỉ trong thoáng chốc, luồng năng lượng này đã truyền tống bốn người Diệp Huyên đến chân núi Thương Lan. Bản thân Lão Kỳ thì bay lên tít trời cao, một khắc sau, một luồng khí tức khổng lồ từ trong cơ thể Lão quét ra. Luồng sức mạnh này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Cách đó không xa, Lão già áo tím kinh hãi nhìn Lão Kỳ, ngươi. Ngay lúc đó, Lão Kỳ đột nhiên phóng tới chỗ Lão già áo tím. Cũng vào thời khắc này, lại có hai cái bóng lẳng lặng xuất hiện hai bên trái phải Lão. Thấy hai cái bóng kia, Lão Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại, dẫn bọn họ đi. Một khắc sau, một luồng sức mạnh khổng lồ nhanh chóng bộc phát ra từ cơ thể Lão, mạnh đến mức khiến cho bản thân Lão Kỳ cũng hóa thành một luồng xương máu. Vạn pháp cảnh đỉnh cao tự bảo. Uy lực kia là kinh khủng đến mức nào? Trên không trung, hai cái bóng vừa xuất hiện hai bên Lão Kỳ bị đánh bay ra ngoài gần mấy trăm trượng. Mà bản thân Lão già áo tím cũng nhanh chóng kéo thiếu niên mình dẫn theo lùi lại liên tục. Không chỉ Lão ta, đám cường giả bao vây bốn phía xung quanh cũng đều vội vàng lùi lại. Chỉ trong chớp mắt, cả đỉnh núi Thương Lan đã bị sức mạnh kia đánh sập một nửa. Vào giây phút Lão Kỳ lựa chọn tự bảo, Cửu Lâu chủ và Khương Việt Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Huyên dưới chân núi. Cửu Lâu chủ nhìn thoáng qua bốn người Diệp Huyên, trầm giọng nói, đi, tới Túy Tiên Lâu trước. Tới Túy Tiên Lâu. Khương Việt Thiên nhìn Cửu Lâu chủ, khó mà tin được. Đưa Diệp Huyên đến Túy Tiên Lâu tức là đang dẫn lửa tới Túy Tiên Lâu đó. Túy Tiên Lâu thực sự muốn dốc hết vốn liếng bảo vệ Diệp Huyên sao? Bốn người Diệp Huyên cũng không thể nào tin nổi. Họ không ngờ Cửu Lâu chủ lại có ý định đưa bọn họ tới Túy Tiên Lâu. Hiện giờ, có thể nói, bốn người bọn họ đang bị hơn 10 cường giả vạn pháp cảnh truy sát đó. Nếu tới Túy Tiên Lâu, chẳng khác nào dẫn lửa lớn đến đốt Túy Tiên Lâu. Diệp Huyên do dự một chút, định nói gì đó, Cửu Lâu chủ lại đột nhiên lên tiếng ngăn lại, chớ lãng phí thời gian. Dứt lời, ông ta nhìn sang Khương Việt Thiên, nói, Khương Huynh mang theo bọn họ đi cùng ta đi. Nói xong, ông ta vung tay phải lên, dẫn theo Diệp Huyên cùng Kỳ An Chi biến mất. Khương Việt Thiên ngẩn ra một lát rồi cũng hít vào một hơi, vậy thì cứ đánh cược đi vậy.
Dứt lời, ông ta cũng dẫn Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch biến mất. Mấy người vừa biến mất, Lý Huyền Thương cùng một người áo đen đã xuất hiện ngay chỗ bọn họ vừa đứng. Lý Huyền Thương nhíu mày nhìn chằm chằm mấy bóng đen nơi chân trời, Túy Tiên lâu này, điên con mẹ nó rồi. Quả thực, ông ta nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao Túy Tiên lâu này lại dám đắc tội với nhiều thế lực như vậy chỉ để bảo vệ mấy người Diệp Huyên? Hơn nữa, còn là đắc tội một cách trắng trợn. Ở nơi này có tới hơn 10 cường giả vạn pháp cảnh đó, trong đó có tới 3-4 người là cường giả vạn pháp gờ cảnh đỉnh cao. Quan trọng nhất là, trong đó còn có cả Học viện Thương Mộc Đại Vân và Tổ chức Sát thủ Thế giới ngầm. Hai thế lực này không phải loại tôm tép hạng ba gì đâu. Vậy mà Túy Tiên lâu cũng dám đắc tội với cả hai sao. Bên cạnh Lý Huyền Thương, người áo đen trầm giọng nói, chắc chắn là hắn ta có chỗ dựa. Chỗ dựa? Lý Huyền Thương dữ tợn nói, mặc kệ hắn ta có chỗ dựa gì, hôm nay, chắc chắn mấy người Diệp Huyên phải chết. Dứt lời, ông ta nhìn lướt qua bốn phía, thuyết phục, người này tuổi còn trẻ đã đạt tới tông sư võ đạo, hơn nữa còn là một tông sư kiếm đạo. Nếu hắn không chết, ngày sau một khi trở thành kiếm tu cấp bậc kiếm chủ, thậm chí là kiếm hoàng, e rằng cũng không phải chuyện tốt với chư vị đâu. Bốn phía trầm mặc một lát, chẳng mấy chốc, lão già áo tím đã dẫn theo thiếu niên bên cạnh đuổi về phía chân trời. Diệp Huyên phải chết. Bọn họ đều là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, đương nhiên hiểu rõ đạo lý diệt cỏ diệt tận gốc này. Nếu không diệt tận gốc, ngày sau rất có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Thấy những người kia đã khởi hành, Lý Huyền Thương cười gần lẩm bẩm cũng tốt. Hôm nay diệt luôn cả Túy Tiên lâu các ngươi. Nói xong, ông ta và người áo đen cũng lập tức biến mất. Tối nay, đế đô chắc chắn sẽ chẳng yên tĩnh. Túy Tiên lâu. Chỉ trong chốc lát, Cửu lâu chủ và Khương Việt Thiên đã mang theo bốn người Diệp Huyên đến Túy Tiên lâu. Túy Tiên lâu nằm chính giữa trung tâm đế đô, có 9 tầng. Đương nhiên, đây chỉ là một phân bộ của Túy Tiên lâu ở Khương Quốc. Cửu lâu chủ mang theo đám người Diệp Huyên đến lầu thứ 9. Ông ta đi tới bên cửa sổ nhìn quanh, nói, những người không có phận sự ở xung quanh nhanh chóng rời đi. Tiếng nói như tiếng sấm vang vọng khắp nơi. Chẳng mấy chốc, những người tụ tập quanh Túy Tiên lâu đã nhanh chóng bỏ đi hết. Có thể nói, cũng không có bao nhiêu người, trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh, gần như toàn bộ đều là sản nghiệp của Túy Tiên lâu. Sau khi đuổi hết người đi, Cửu lâu chủ đột nhiên phẫn nộ quát lên, xuất trận. Tiếng hô vừa dứt, ầm. Một cột sáng màu lam đột nhiên từ tầng thứ nhất của Túy Tiên lâu phóng lên tận trời, chớp mắt đã bao phủ toàn bộ Túy Tiên lâu. Lúc này, toàn bộ Túy Tiên lâu đều được một quầng sáng màu lam bao kín. Ngoài ra, trên bức tường ánh sáng màu lam còn có vô số phù văn màu vàng như những con rắn nhỏ không ngừng bò quanh Túy Tiên lâu. Trận pháp. Trong lầu các lầu thứ 9, Khương Việt Thiên nhìn Cửu lâu chủ, trầm giọng nói, đây chính là Cửu Linh trận nổi danh của Túy Tiên lâu ngươi. Cửu lâu chủ gật đầu. Khương Việt Thiên trầm giọng nói, mở ra một lần ít nhất tổn hao 30 vạn linh thạch cực phẩm. Thôi động một lần ít nhất cần 50 vạn linh thạch cực phẩm. Dứt lời, ông ta nhìn chằm chằm Cửu lâu chủ. Để bảo vệ mấy người Diệp Huyên, Túy Tiên lâu này thực sự đã dốc hết vốn gốc rồi. Cửu lâu chủ lắc đầu nói, tiền tài đều là vật ngoài thân, không đáng nhắc tới. Bên cạnh Diệp Huyên, Mạc Vân Khởi khẽ nói, lần đầu tiên ta cảm thấy Túy Tiên lâu rất trượng nghĩa đấy. Diệp Huyên. Lúc này, Cửu lâu chủ nhìn Diệp Huyên. Do dự một chút rồi hỏi, tiểu hữu, khi nào lệnh sư tới? Lệnh sư? Mọi người đều nhìn Diệp Huyên. Thực ra bọn họ đã đoán được chắc chắn sau lưng Diệp Huyên còn có sư phụ, bởi vì Diệp Huyên không thể nào tự học được kiếm đạo như vậy. Nếu hắn tự học được thì không phải yêu nghiệt nữa mà là không bình thường. Chương 208, ta chính là chỗ dựa của hắn, ngươi không phục sao? Hiện giờ, Cửu lâu chủ đã hỏi, mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn Diệp Huyên. Tò mò. Đặc biệt là Khương Việt Thiên. Ông ta vô cùng tò mò, rốt cuộc sư phụ của Diệp Huyên này là người phương nào mà lại có thể khiến cho Túy Tiên lâu không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ hắn như vậy. Lúc này thực ra trong lòng Cửu lâu chủ cũng hơi thấp thỏm, không đúng, phải là rất thấp thỏm. Lần này ông ta tự ý quyết định đưa bọn Diệp Huyên đến Túy Tiên lâu, đương nhiên là muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ra sức bảo vệ Diệp Huyên. Chỉ cần bảo vệ được Diệp Huyên. Không chỉ có thể giúp Túy Tiên lâu kết giao với một vị kiếm tiên, mà còn có thể kết giao với Diệp Huyên.
tiền đồ tương lai của Diệp Huyên cũng không thể dự đoán được đó. Có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Nhưng điều kiện tiên quyết là sư phụ của Diệp Huyên tới. Nếu người ta không đến, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Không chỉ vậy, ông ta còn mang danh túy tiên lâu gây sự với vô số thế lực cường đại nữa, đặc biệt là Học viện Thương Mộc Đại Vân, còn cả thế giới ngầm. Có thể nói, khi ấy, ông ta chính là tội nhân của túy tiên lâu, có chết 100 lần cũng không đủ. Diệp Huyên đang muốn nói gì đó, chợt có một luồng sức mạnh khổng lồ đánh vào túy tiên lâu. Toàn bộ túy tiên lâu rung lên dữ dội. Đám người quay đầu lại nhìn, chẳng biết từ khi nào đã có một đám người xuất hiện bên ngoài túy tiên lâu. Kẻ cầm đầu chính là lão già áo tím của Học viện Thương Mộc Đại Vân, cách đó không xa là Lý Huyền Thương cùng lão già áo đen. Sau lưng ba người, còn có mười mấy người nữa. Những người này đều là vạn pháp cảnh. Hơn 10 vạn pháp cảnh. Có lẽ đây là lần đầu tiên ở Khương Quốc có trận đánh hoành tráng thế này. Thấy đội hình như vậy, sắc mặt tất cả mọi người trong lầu thứ 9 đều ngưng trọng. Kể cả sắc mặt của Cửu Lâu chủ cũng không dễ nhìn. Trận hình này, làm sao đánh nổi? Bên ngoài, Lý Huyền Thương nhìn Cửu Lâu chủ, nói, nếu túy tiên lâu các ngươi đã muốn đối địch với mọi người thì chết chung đi. Tiếng nói vừa dứt, lão ta đã bay lên, cách không vỗ một trường tới túy tiên lâu. Oanh! Túy tiên lâu rung lên dữ dội. Bức tường ánh sáng lập tức xuất hiện những vết rạn nứt. Cửu Lâu chủ gần giọng nói, khởi trận. Vô số cột sáng chói mắt đột nhiên bắn ra từ trong bức tường ánh sáng bao quanh túy tiên lâu. Mỗi một cột sáng đều mang theo sức mạnh khổng lồ. Giữa không trung, Lý Huyền Thương nhắm hai mắt lại, quay đầu nhìn bọn lão già áo tím, còn chờ gì nữa. Đồng loạt ra tay đi, để phòng có biến. Mấy người lão già áo tím nhìn nhau một chút rồi biến mất. Hơn 10 cường giả vạn pháp cảnh đồng loạt ra tay, sức ép kinh khủng cỡ nào chứ? Gần như trong chớp mắt, những cột sáng kia đã biến mất chẳng còn bóng dáng, cùng lúc đó, hơn 10 luồng sức mạnh khổng lồ bất ngờ đánh vào túy tiên lâu. Rầm! Một tiếng nổ rung trời vang vọng khắp cả đế đô, chỉ trong khoảnh khắc, cả tòa túy tiên lâu ầm ầm sụp đổ, vô số khói bụi và đá vụn bốc lên tận trời, nhưng chẳng mấy chốc đã bị bọn Lý Huyền Thương xua tan. Trong đám phế tích, mấy người Diệp Huyên vừa đứng dậy, đã có hai bóng người rơi xuống trước mặt họ. Chính là Cửu Lâu chủ và Khương Việt Thiên. Nghiền ép rõ rệt. Chẳng mấy chốc, hơn 10 luồng uy áp mạnh mẽ đột nhiên bao phủ cả bọn Diệp Huyên. Chỉ trong chớp mắt, bốn người Diệp Huyên đã bị đè bẹp xuống dưới đất, không chỉ vậy, mà xương cốt toàn thân bọn họ còn đang rung lên răng rắc. Diệp Huyên đang muốn đứng dậy, Lý Huyền Thương đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Một luồng uy áp cường đại đã bao phủ lấy Diệp Huyên. Phụt! Diệp Huyên phun ra một búng máu tươi. Lý Huyền Thương lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, nói ta muốn ngươi hiểu, ngươi không gia nhập Học viện Thương Mộc là sai lầm lớn nhất đời này của ngươi, chứ không phải sai lầm của Học viện Thương Mộc. Dứt lời, ông ta nhìn Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch bên cạnh Diệp Huyên, thân hình run lên một cái. Rầm rầm! Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi đều bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Vừa rơi xuống đất đã phun ra mấy ngụm máu lớn. Lý Huyền Thương nhìn Diệp Huyên, cười gằn nói, ngươi giết nhiều học viên Học viện Thương Mộc của ta như vậy, hôm nay ta cũng muốn chính mắt ngươi nhìn thấy bạn bè của ngươi chết trước mắt ngươi. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên ông ta đá chân phải lên một cái. Rầm rầm. Ba tảng đá vụn bắn ra, một khắc sau, phần bụng của Bạch Trạch, Mạc Vân Khởi và Kỳ An Chi bị ba tảng đá vụn xuyên qua. Thấy vậy, Diệp Huyên chừng muốn rách mí mắt, đột nhiên gầm lên giận dữ. Một luồng chiến ý vô cùng to lớn nhanh chóng vọt ra từ trong cơ thể hắn, không chỉ có chiến ý mà còn có cả kiếm ý. Hai luồng ý cảnh xuất hiện, không ngờ lại có thể chống lại được uy áp của Lý Huyền Thương. Chỉ trong chớp mắt, thân hình hắn đã lóe lên, cầm kiếm xông thẳng tới Lý Huyền Thương. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Lý Huyền Thương chính là vạn pháp cảnh đỉnh cao đó. Mà Diệp Huyên này lại có thể cứng rắn chống lại được uy áp của ông ta, kinh khủng nhất là, Diệp Huyên không chỉ là một tông sư võ đạo mà còn là một tông sư kiếm đạo. Kiếm võ song tu. Yêu nghiệt. Đây chính là suy nghĩ trong đầu mọi người. Ánh mắt Lý Huyền Thương cũng chứa đầy kinh hãi. Diệp Huyên kém ông ta đến mấy cảnh giới, ấy vậy mà hai luồng ý cảnh này lại có thể chống lại được uy áp của ông ta. Quả thực là có hơi kinh khủng. Nghĩ vậy, sát ý trong mắt Lý Huyền Thương càng đậm.
càng cảm thấy thật may mắn vì trước đó mình đã lựa chọn không từ thủ đoạn cũng phải trừ tận gốc Diệp Huyên, nếu không, với tốc độ phát triển này của hắn, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch vô cùng mạnh của Học viện Thương Mộc. Lúc này, Diệp Huyên đã vọt tới trước mặt Lý Huyền Thương. Lý Huyền Thương vung tay phải lên, ầm. Diệp Huyên bay ra ngoài hơn 100 trượng, rơi xuống gần Mạc Vân Khởi. Hắn vừa ngã xuống, mặt đất mấy chục trượng quanh hắn liền bị đóng băng. Diệp Huyên nằm dưới đất, khóe miệng không ngừng rỉ máu tươi. Lý Huyền Thương chậm rãi đi tới gần Diệp Huyên, ta đã nói, ngươi nhất định phải chết. Lần này, dù có thần tiên đến cũng không cứu được ngươi. Bên cạnh Diệp Huyên, Mạc Vân Khởi lau máu tươi nơi khóe miệng, nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, lẩm bẩm, Diệp thổ phỉ, lần này có vẻ ta không được, ta đi trước một bước. Trước mặt Diệp Huyên, Lý Huyền Thương cười gằn hỏi, thế nào? Không phải ngươi có chỗ dựa sao? Gọi ra đi, ngươi gọi ra đi. Nói dứt câu, ông ta đá vào bụng Diệp Huyên một cái. Ầm. Diệp Huyên bay ra ngoài hơn 10 trượng, lần này cả cơ thể hắn trực tiếp đóng băng. Nhưng Diệp Huyên lại đột nhiên ngồi bật dậy, tự đấm một cái vào ngực mình, cứng rắn đè ép cảm giác khó chịu nồng đậm trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, giữa lông mày hắn nổi lên một chữ thổ màu vàng. Cùng lúc đó, tháp giới ngục trong cơ thể Diệp Huyên khẽ run lên. Ngay sau đó, giữa lông mày hắn xuất hiện một tòa tháp nhỏ mờ ảo. Lúc này, ý thức của hắn đã bắt đầu mơ hồ. Rồi đột nhiên, tòa tháp nhỏ và chữ thổ giữa hai mày của hắn cùng biến mất không thấy gì nữa. Trong cơ thể hắn, tháp giới ngục hoàn toàn khôi phục sự bình tĩnh. Ôi! Một tiếng thở dài bất ngờ vang lên giữa tràng. Lý Huyền Thương ngây người. Một khắc sau, ông ta quay người, nhìn về phía chân trời. Tất cả mọi người cũng nhìn theo. Phía chân trời xa xa chỉ có một vầng trăng sáng treo lơ lửng, dưới vầng trăng là một cô gái váy trắng quay lưng lại mọi người, tóc dài tới eo, hai tay thả lỏng sau lưng, giữa đầu ngón tay có một thứ mang hai màu đen trắng. Lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên mở tay phải ra, kiếm đến. Chỉ trong chốc lát, khắp cả đế đô đều rung lên dữ dội, ngay sau đó, tất cả lá cây đột nhiên bay lên trời, chỉ trong chớp mắt, cả đế đô đã không còn lá trên cây. Một khắc sau, số lá cây này tựa như trăm sông để về một biển, hội tụ thành một thanh kiếm màu xanh lục, vững vàng rơi vào tay cô gái váy trắng. Tất cả mọi người ở đây đều ngây dại. Thanh kiếm trong tay cô gái váy trắng đột nhiên biến mất, khi nó xuất hiện một lần nữa thì đã đang là lưng giữa hai mày Lý Huyền Thương. Ngay sau đó, giọng cô gái vang lên giữa chiến trường, ta chính là chỗ dựa của hắn, ngươi không phục sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 209, đừng nói chuyện, để ta yên tĩnh giết người. Mọi người xung quanh hoàn toàn ngây ra như phỗng. Lý Huyền Thương là người nào? Vạn pháp cảnh đỉnh cao đấy. Đừng nói ở Khương Quốc, dù là cả Thanh Châu cũng là nhân vật số 1 số 2. Mà lúc này, không ngờ Lý Huyền Thương lại bị một chiêu kiếm như thế khống chế. Mà tốc độ của thanh kiếm kia rất nhanh, không có một ai xung quanh thấy rõ nó. Đây là cao thủ gì vậy? Mọi người nhìn cô gái váy trắng, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Cửu lâu chủ ở bên cạnh thì cực kỳ hưng phấn, phải nói là điên cuồng. Dù ông ta bị thương nặng, nhưng lúc này, ông ta muốn không nhịn được cất tiếng cười to. Ông ta cược thắng rồi. Sau lưng Diệp Huyên thật sự có người, hơn nữa còn thật sự là một kiếm tiên. Cửu lâu chủ như nhớ đến điều gì đó, đột nhiên vỗ một cái lên bả vai Khương Việt Thiên, lão Khương, không hối hận rồi nhỉ, ha ha. Khương Việt Thiên nhìn về phía cô gái váy trắng, vẻ mặt đờ đẫn. Người có vẻ mặt đặc sắc nhất không ai ngoài Lý Huyền Thương. Vào khoảnh khắc chuôi kiếm kia chặn ở giữa lông mày hắn, ông ta còn không kịp phản ứng. Thật sự không kịp phản ứng. Phải là cao thủ nào mới có thể làm được như thế chứ? Đúng lúc này, người áo đen bên cạnh Lý Huyền Thương xoay người bỏ chạy, tốc độ của ông ta rất nhanh, chớp mắt một cái đã đi đến phía chân trời, nhưng vào lúc này, thanh kiếm chặn giữa lông mày Lý Huyền Thương đột nhiên biến mất. Một giây sau, một cái đầu máu chảy đầm địa chậm rãi rơi xuống từ phía chân trời xa xa. Giết chết trong nháy mắt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người xung quanh đều cực kỳ ngạc nhiên. Cả Lý Huyền Thương cũng thế. Người áo đen có thực lực như thế nào? Cũng là vạn pháp cảnh đấy. Nhưng cứ thế bị giết chết rồi. Là giết chết trong nháy mắt đó.
Lão già áo trắng của Học viện Thương Mộc Đại Vân ở cách đó không xa cũng tỏ vẻ khó tin. Dưới ánh trăng, dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô gái váy trắng, nhưng nàng ấy vẫn đẹp như tranh vẽ, tựa như tiên nữ đến từ thiên đường, không nhiễm chút khói lửa nhân viên. Lão già áo trắng nhìn chằm chằm cô gái váy trắng, ngươi là kiếm tiên, ngươi. Đúng lúc này, cô gái váy trắng nhẹ nhàng giơ tay. Phụt! Đầu lão già cứ thế bay ra ngoài không có chút dấu hiệu. Máu tươi bắn tung tóe. Tất cả mọi người xung quanh đều ngây dại. Lão già áo trắng, vạn pháp cảnh đỉnh cao cứ thế đi đời nhà ma rồi. Lúc này, ngay cả cửu lâu chủ ở gần đó cũng bối rối. Đây là vạn pháp cảnh đỉnh cao đấy. Cứ thế đi đời nhà ma à? Nhưng vừa nghĩ đến kiếm tiên trước mặt, ông ta lập tức bình tĩnh lại. Kiếm tiên đó? Cả Thanh Châu này từng xuất hiện kiếm tiên sao? Có cao thủ không thua gì kiếm tiên, nhưng thật sự chưa từng xuất hiện kiếm tiên. Mấy cao thủ vạn pháp cảnh xung quanh không ngừng run rẩy. Đúng lúc này, một thanh kiếm màu xanh lục đột nhiên xuyên thẳng qua, một giây sau. Vụt vụt. Cách đó không xa, hai tàn ảnh không hề báo trước rơi xuống từ trên không trung, sau đó bị hai tia kiếm quang ghim chặt xuống đó. Hai người này chính là hai cao thủ của thế giới ngầm đã giết chết Lão Kỳ trước đó. Mà lúc này, hai người cứ bị ghim chặt dưới đất như thế, bọn họ nhìn chằm chằm cô gái váy trắng dưới ánh trăng, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Đúng lúc này, một cao thủ vạn pháp cảnh ở cách đó không xa đột nhiên đứng dậy, ông ta cúi người với cô gái váy trắng tiền bối, chúng ta. Nàng ấy chợt lắc đầu, không cần nói gì cả, để ta yên tĩnh giết mấy người. Dứt lời, nàng ấy nhẹ nhàng chỉ tay vào lão già nói chuyện kia. Vụt! Đầu ông ta cứ thế bay ra ngoài. Một giây sau, cô gái váy trắng lại giơ tay, thanh kiếm màu xanh biếc bay lượn xung quanh tựa như bươm bướm. Xoẹt 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 xoẹt. Gần như chỉ trong nháy mắt, khoảng 10 cao thủ vạn pháp cảnh ở xung quanh đều rơi đầu cùng một lúc. Mười mấy dòng máu tươi bắn tung tóe trong không trung, cực kỳ hoành tráng. Bên dưới còn lại 6 người sống. Ngoài cửu lâu chủ và Khương Việt Thiên, còn có Lý Huyền Thương, hai sát thủ của thế giới ngầm và thiếu niên của Học viện Thương Mộc Đại Vân mà lão già áo trắng dẫn đến. Mà lúc này, sắc mặt Lý Huyền Thương xám như cho tàn. Kiếm tiên. Ông ta biết chắc chắn có người đứng sau Diệp Huyên, nhưng ông ta không ngờ lại là một kiếm tiên. Nghĩ đến đây, Lý Huyền Thương không nhịn được nhìn Diệp Huyên không biết sống chết nằm dưới đất, lúc này ông ta không nhịn được thầm tức giận mắng. Sau lưng ngươi của kiếm tiên sao mà không nói sớm hả? Nếu nói sớm, sao mình có thể gặp phải chuyện này chứ? Đáng tiếc ông ta không nghĩ rằng dù Diệp Huyên nói, ông ta cũng sẽ không tin. Phải nói là sẽ không có ai tin. Kiếm tiên là một tồn tại gần như chưa từng xuất hiện ở Thanh Châu. Đúng lúc này, một thanh kiếm màu xanh lục đột nhiên chặn lại giữa chân mày Lý Huyền Thương, sau đó, giọng nói của cô gái váy trắng vang lên. Không phải trước đó ông muốn tìm ta à? Lý Huyền Thương nhìn chằm chằm nàng ấy, ông ta đột nhiên nở nụ cười dữ tợn, thà chết vinh còn hơn. Đúng lúc này, thanh kiếm chợt run lên dữ dội. Ong! Sau tiếng kiếm reo, Lý Huyền Thương ngã xuống đất, nhưng linh hồn của ông ta lại bị thanh kiếm theo sát. Lý Huyền Thương đã là linh hồn nhìn cô gái với ánh mắt khó tin, không, không, linh hồn tách khỏi thân thể, sao? Sao ngươi có thể làm được chứ? Giọng nói của cô gái váy trắng vang lên, nếu không chết thì có thể đứng dậy học chiêu kiếm mới. Sau câu này, Diệp Huyên nằm dưới đất đột nhiên nhúc nhích, hắn nhanh chóng bò dậy, dù cả người đều là vết thương, cực kỳ thê thảm, nhưng hắn vẫn bò dậy được. Sau khi bò dậy, hắn lập tức đi đến bên cạnh Mạc Vân Khởi, đá lên chân Mạc Vân Khởi một cái, đừng giả chết nữa. Mau đứng lên. Chương 210, trông ta không giống cao thủ sao? Mạc Vân Khởi mở mắt ra nhìn Diệp Huyên, sao ngươi biết ta chưa chết? Vừa nói xong, trong miệng hắn ta đã có máu tươi tràn ra. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, khi nãy ngươi đánh rắm rồi. Mạc Vân Khởi. Diệp Huyên lại đi tới trước mặt Bạch Trạch và Kỳ An Chi, hai người đều không chết, nhưng cũng gần chết đến nơi. Rõ ràng trước đó Lý Huyền Thương là muốn hành hạ bọn họ, cho nên cũng không chọn giết ngay. Diệp Huyên đổ ra hai viên đan kim sang cho hai người ăn vào. Bạch Trạch nhìn Diệp Huyên, ta muốn trở nên mạnh hơn. Diệp Huyên gật đầu, mặc quần vào trước đá. Khi nãy Bạch Trạch bị đánh trượt dưới đất, vì thế quần cũng bị cọ rách, phải nói là đã không còn nữa.
Lúc này có thể nói là đã để lộ rất nhiều cảnh xuân. Bạch Trạch. Diệp Huyên đi tới trước mặt Kỳ An Chi nhìn hắn, không nói gì. Diệp Huyên vỗ nhẹ vai nàng ấy, sau đó đi tới hành lễ với cô gái váy trắng ở chân trời. Cô gái hỏi, cảm giác bị bắt nạt thế nào? Diệp Huyên trả lời, không vui. Cô gái váy trắng bình tĩnh nói, nhưng sau này ngươi vẫn sẽ bị bắt nạt, nhớ kỹ một câu, nếu kiêu căng nhiều hơn thực lực thì chính là ngu xuẩn. Ngươi muốn kiêu năng, được thôi, ví dụ như ta này, muốn giết ai thì giết người đó. Nói xong, nàng ấy lại chém sang bên cạnh. Phụt! Đầu của một tên sát thủ thế giới ngầm bị ghim dưới đất lập tức bay ra ngoài. Diệp Huyên! Cô gái váy trắng nhẹ giọng hỏi, hả giận không? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái nói, nhưng ngươi không có thực lực như thế. Diệp Huyên im lặng một lát rồi đáp, ta còn trẻ. Còn trẻ. Nàng ấy lạnh lùng nói, ở tuổi của ngươi, ta đã vô địch ở cửu thiên thập địa rồi. Diệp Huyên. Cô gái váy trắng lại nói, cũng phải, người xuất sắc như ta, e rằng cả chư thiên vạn giới cũng không có người thứ hai. Mặt Diệp Huyên đen lại. Lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên nâng tay phải. Thanh kiếm màu xanh lục chặn lên linh hồn của Lý Huyền Thương, kiếm khí này tên là Nhất Kiếm Định Hồn, tên như ý nghĩa, đặc biệt nhằm vào linh hồn. Nếu đối phương trong trạng thái hồn thể, sức mạnh trong chiêu kiếm này của ngươi sẽ tăng lên không chỉ mấy lần, không ở trạng thái linh hồn cũng được, một chiêu kiếm có thể đánh ra linh hồn của kẻ đó. Rất nhiều người trên đời đều có thân thể mạnh mẽ, linh hồn yếu ớt, Nhất Kiếm Định Hồn chính là nhằm vào điểm yếu này. Ngươi sử dụng chiêu kiếm này, linh hồn của yêu ma quỷ quái gì đó đều biến thành vô hình. Diệp Huyên vội gật đầu, được được, ta học. Cô gái váy trắng gật đầu, kiếm kỹ này cũng là một loại niềm tin kiếm đạo, ngươi phải tự lĩnh ngộ niềm tin này, lĩnh ngộ ra là bản lĩnh của ngươi, không lĩnh ngộ ra thì cũng phải lĩnh ngộ cho tôi, đừng khiến ta mất mặt. Diệp Huyên. Lúc này, cô gái nhẹ nhàng giơ tay. Xoẹt. Thanh kiếm lập tức xuyên thủng linh hồn của Lý Huyền Thương. Chớp mắt một cái, Lý Huyền Thương đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Thấy cảnh này, Cửu Lâu Chủ và Khương Việt Thiên ở cách đó không xa đều không nhịn được run rẩy. Giết người như giết gà vậy. Đây là cao thủ vạn pháp cảnh đó. Cứ thế giết chết rồi. Lúc này, thanh kiếm đột nhiên di chuyển tới trên đầu Cửu Lâu Chủ và Khương Việt Thiên. Thấy cảnh này, sắc mặt hai người lập tức thay đổi, mà lúc này, Diệp Huyên ở một bên vội nói, sư. Cô gái bí ẩn ngắt lời, yên tâm, cũng không phải là muốn giết bọn họ. Nghe vậy, Cửu Lâu Chủ và Khương Việt Thiên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, giọng nói của cô gái bí ẩn lại vang lên, nếu không có hai người, e rằng hắn đã sớm hài cốt không còn rồi, thôi vậy. Dứt lời, nàng ấy búng tay một cái, hai tia kiếm quang đi vào trong thân thể hai người. Thân thể hai người run lên dữ dội. Cô gái bí ẩn nói, hai tia kiếm quang này có thể xóa đi tất cả khí bẩn trong người các ông, nhiều nhất một năm, hai người sẽ có thể tiến thêm một bậc. Nghe vậy, hai người sửng sốt, sau đó đồng thời quỳ xuống cảm. Cảm ơn. Giọng nói hai người đều đang run rẩy. Hơi thở mạnh mẽ đột nhiên kéo đến từ chân trời xa xa, chẳng mấy chốc, một ông lão mặc áo bào đen xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ông lão áo đen nhanh chóng đến gần. Lão ta nhìn thi thể của lão già áo trắng ở gần đó, khi thấy ông ta đã bị phanh thây, vẻ mặt lão ta trở nên lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía cô gái váy trắng cách đó không xa, gần giọng nói, ai cho ngươi cái gan giết chết người của Học viện Thương Mộc Đại Vân ta vậy? Vẻ mặt hai người Cửu Lâu Chủ và Khương Việt Thiên rất kỳ lạ. Xung quanh yên tĩnh một lúc, cô gái váy trắng lên tiếng. Trong ta không giống cao thủ sao? Mọi người! Chương 211, ta không sai. Nghe thấy lời nói của cô gái váy trắng, mặt Diệp Huyên tối sầm. Sao mới không gặp một thời gian, vị tỷ tỷ thần bí này đã trở nên hơi hài hước, là đổi thành người khác ư. Cách đó không xa, Cửu Lâu Chủ và Khương Việt Thiên nhìn ông lão áo đen vừa đến với vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Ông lão này uống nhiều giả dược quá à. Nhưng sau khi nghĩ lại, họ lại cảm thấy thoải mái. Ở Thanh Châu, Học viện Thương Mộc của Đế quốc Đại Vân được coi như thế lực hàng đầu. Nhưng đặt ở Khương quốc thì nó không phải hàng đầu, mà là thế lực siêu đẳng. Ở Khương quốc, họ thậm chí có thể hếch mũi lên trời. Bởi vì sâu trong lòng họ rất coi thường Khương quốc nhỏ bé này, hơn nữa người ở một nơi thế này dù có mạnh cũng không mạnh đến nỗi nào đâu nhỉ. Nhưng ngay sau đó,
Ông lão áo đen nhận ra có gì đó không ổn. Không ổn chỗ nào. Vì lúc này lão ta phát hiện dưới đất có một thi thể. Mà không ngờ những thi thể này đều là cao thủ vạn pháp cảnh. Không ổn. Lông mày ông lão áo đen chau lại, lão ta quay đầu nhìn về phía thiếu niên được ông lão áo trắng dẫn đến ở phía trước không xa, thiếu niên hơi cúi đầu, không dám nói lời nào. Làm sao cậu ta dám nói chuyện được? Khi nãy ông lão áo trắng còn bị một kiếm giết chết kìa. Thấy thiếu niên không nói gì, vẻ mặt của ông lão áo đen lập tức trở nên lạnh lẽo tiền đồ. Lão ta vừa nói vừa nhìn cô gái váy trắng ở cách đó không xa. Ông lão áo đen đang định nói thì đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chĩa vào giữa hai đầu lông mày lão ta mà không hề báo trước, mũi kiếm đâm vào nửa tấc, máu chảy ra ngoài. Ông lão áo đen ngây người. Giọng nói của cô gái váy trắng vang lên, không cần nói nữa, bây giờ gọi người tới cho ta, gọi người mạnh nhất, yếu quá giết không có ý nghĩa, không sướng. Mọi người. Ông lão áo đen nhìn chằm chằm vào cô gái váy trắng, rốt cuộc ngươi. Xoẹt. Cánh tay phải của ông lão áo đen đột nhiên bị chém đứt. Máu phun ra như suối. Sắc mặt ông lão áo đen lập tức tái nhợt. Dưới ánh trăng, cô gái váy trắng đưa tay phải nhẹ nhàng vén tóc mai, ông quá yếu, ta không muốn nói chuyện với ông. Bây giờ, gọi người, lập tức gọi người. Ông lão áo đen nhìn chằm chằm vào cô gái váy trắng. Một lát sau, lão ta bóp nát một viên đá truyền âm. Thật sự gọi người. Đương nhiên lão ta phải gọi người. Không cần biết người trước mắt này là ai, việc lão ta có thể làm bây giờ chỉ có một, đó là gọi người phía trên ra mặt nói chuyện với cô gái váy trắng này. Tất nhiên lão ta biết, lần này Học viện Thương Mộc Đại Vân coi như đã thua. Người trước mắt, mạnh đến mức khiến người ta có chút tuyệt vọng. Lúc này, thanh kiếm xanh lục bỗng di chuyển tới trước mặt Diệp Huyên, mũi kiếm nhắm thẳng vào hắn. Mọi người khó hiểu. Dưới ánh trăng, cô gái váy trắng lạnh lùng bảo, nói. Ngươi sai chỗ nào? Sai. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó hắn im lặng suy nghĩ một lúc, ta sai ở chỗ đã gây rắc rối. Ta. Bốp. Thanh kiếm xanh lục đột nhiên đập vào cánh tay Diệp Huyên, tay hắn lập tức đỏ lên. Diệp Huyên đau tới mức phải nghiến răng. Cô gái váy trắng lạnh lùng nói, gây rắc rối. Đây là sai ư, đây là sai ư, nếu nói đó là sai thì rắc rối mà ngươi gây ra quá nhỏ. Chuyện còn con ấy cũng phải làm phiền ta, ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi không thể gây rắc rối lớn hơn một chút à? Diệp Huyên. Mọi người. Cô gái váy trắng lạnh lùng bảo, tiếp tục suy nghĩ mình sai ở đâu đi. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, sau đó trả lời, thực lực của ta yếu. Bốp. Thanh kiếm xanh lục lập tức đánh vào cánh tay phải của Diệp Huyên, toàn thân hắn run rẩy. Chấm chấm chấm. Bởi vì trong thanh kiếm có thêm một tia kiếm khí sắc bén. Kiếm khí đi vào cơ thể, không còn là đánh cánh tay nữa mà là cả cơ thể và thần kinh. Thật con mẹ nó đau. Trên không trung, cô gái váy trắng cười khẩy, yếu. Ngươi vẫn biết mình yếu. Nhưng đây không phải lỗi của ngươi, những người này ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi không đấu lại cũng bình thường. Tiếp tục suy nghĩ rốt cuộc mình sai ở đâu. Diệp Huyên im lặng rất lâu. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên nhìn cô gái váy trắng, ta không sai. Cô gái váy trắng không nói lời nào. Diệp Huyên gần giọng nói, người của những thế lực này muốn bắt muội muội ta phải giết chúng. Chúng đến trả thù ta, đúng, ta yếu, ta bị đánh, ta nhận. Nhưng ta không sai, nếu có thêm lần nữa, ta vẫn muốn giết chết chúng. Đúng vậy, ta yếu, nhưng nếu ai bắt nạt muội muội và bạn bè của ta sẽ giết kẻ đó. Cô gái váy trắng lạnh nhạt nói, nếu đánh không lại thì sao? Diệp Huyên gần giọng, đánh không lại cũng phải đánh. Ông đây thà chết đứng chứ không quỳ xuống chịu sỉ nhục. Trên không trung, cô gái váy trắng im lặng một lúc mới nói, phóng kiếm ý của ngươi ra đi. Nghe vậy, Diệp Huyên phóng kiếm ý của mình ra. Một lát sau, cô gái váy trắng khẽ nói, kiếm ý có nhiều loại, ngươi có biết kiếm ý của mình thuộc loại nào không? Diệp Huyên lắc đầu. Cô gái váy trắng im lặng một hồi, sau đó nói kiếm ý của ngươi. Nói tới đây, nàng ấy bỗng ngừng lại. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn cô gái váy trắng, nàng ấy im lặng một lúc, tới khi định nói thì chân trời phía xa đột nhiên run lên dữ dội, sau đó một cái bóng mờ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy cái bóng này, vẻ mặt của ông lão áo đen ở phía dưới lập tức trở nên hơi kích động. Mà vẻ mặt của Cửu Lâu Chủ và Khương Việt Thiên thì trở nên nghiêm túc.
Nghiêm túc. Bởi vì người tới có thể là cao thủ có cảnh giới cao hơn vạn pháp cảnh đỉnh cao. Chân trời, bóng mờ kia bỗng lên tiếng, các hạ là người nào? Cô gái váy trắng thản nhiên nhìn bóng mờ, thế nào, ngươi chính là người mạnh nhất trong học viện đó ư? Bóng mờ hờ hững nói, các hạ, ngươi đã giết vài người của học viện ta, ngươi có nên cho ta một lời giải thích không? Đúng lúc này, thanh kiếm xanh lục trước mặt Diệp Huyên đột nhiên bắn về phía chân trời. Ở phía xa, bóng mờ bỗng nâng hai tay lên, sau đó ông ta nhẹ nhàng dồn về trước khiến không gian trước mặt ông ta bóp méo thành một hình dạng kỳ lạ, nhưng thanh kiếm xanh lục này lại xuyên qua vùng không gian đó rồi bay tới trước mặt bóng mờ. Chương 212, ta bất khả chiến bại, các ngươi cứ tùy ý. Trong lòng bóng mờ kinh hãi, tay phải ông ta đột nhiên đè về trước như một ngọn núi lớn, sức mạnh ẩn chứa trong lòng bàn tay sợ là có thể tàn phá một nửa đế đô chỉ bằng một chưởng. Nhưng thanh kiếm xanh lục lại xé rách luồng sức mạnh đó dễ như trở bàn tay, sau đó nó xuyên thủng qua lòng bàn tay của bóng mờ, cuối cùng mũi kiếm chĩa vào giữa hai đầu lông mày ông ta. Bóng mờ run rẩy dữ dội rồi hiện ra người thật. Là một ông lão gầy guộc. Ông lão gầy guộc khó tin nhìn cô gái váy trắng ở phía xa, trong lòng cực kỳ chấn động. Thanh kiếm này, đã vượt quá khả năng nhận thức của ông ta. Ở phía xa, cô gái váy trắng hờ hững nói, giải thích. Ngươi cần giải thích, lời giải thích của ta là ta vẫn chưa giết đã, còn muốn giết thêm vài người nữa. Lời này vừa dứt, tay trái nàng ấy đột nhiên hạ xuống dưới một chút. Xoẹt. Một tia kiếm quang đâm thủng vào giữa hai đầu lông mày của ông lão áo đen ở phía dưới. Lão ta ngã xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử của ông lão gầy guộc khẽ co lại, ông ta nhìn chằm chằm vào cô gái váy trắng các hạ. Đến từ Trung Thổ Thần Châu, ta... Lúc này, một tia kiếm quang chợt lóe lên. Xoẹt. Cánh tay phải của lão già gầy guộc lập tức văng ra ngoài. Dưới ánh trăng, cô gái váy trắng buông thõng tay trái ra sau, nhẹ nhàng đưa tay phải kẹp lấy lọn tóc trượt xuống bên tay mình, không cần nói nhảm, tiếp tục gọi người, sau đó để ta yên tĩnh giết người. Phía dưới, cửu lâu chủ cười khổ. Đương nhiên ông ta cũng biết một chút về chuyện đã xảy ra giữa Diệp Huyên và Túy Tiên Lâu trên thuyền bay. Có thể tưởng tượng ra lúc trước đám người Tam Lâu chủ đã tuyệt vọng và bất lực như thế nào khi đối mặt với nữ tử này. Đây rõ ràng là kiểu ta mạnh hơn ngươi, nhưng ta muốn ức hiếp ngươi cho đến chết. Trên không trung, vẻ mặt của ông lão cực kỳ khó coi, gọi người. Gọi tới để chịu chết sao? Thua. Thua thật rồi. Không chỉ thua mà còn bị thiệt hại nặng nề. Đúng lúc này, cô gái váy trắng bỗng lên tiếng, học viện của các ngươi ở đâu? Học viện ở đâu? Nghe vậy, mặt lão già gầy guộc lập tức biến sắc. Dưới ánh trăng, cô gái váy trắng lạnh nhạt nói, chỉ hướng đi cho ta. Lúc này, cửu lâu chủ ở phía dưới vội vàng chỉ về phía bên phải, tiền bối, ở bên kia. Cô gái váy trắng khẽ gật đầu. Bên kia, lão già gầy guộc định nói thì thanh kiếm xanh lục đột nhiên đâm thủng vào giữa lông mày ông ta. Xoẹt. Máu bắn tung tóe. Ngay sau đó, cô gái váy trắng chậm rãi nhắm mắt lại, tay phải nàng ấy cũng nhẹ nhàng chỉ về phía bên phải, đi. Vù. Một tiếng kiếm vang vọng khắp chân trời. Trong mắt mọi người, thanh kiếm xanh lục này mang theo đầu của lão già gầy guộc biến mất ở phía chân trời xa xăm. Thanh kiếm mang theo đầu ông ta bay thẳng đi. Tại đế quốc Đại Vân xa xôi, đế quốc Đại Vân là đế quốc lớn nhất ở Thanh Châu và cũng chiếm diện tích rất lớn, chiếm gần 1/3 diện tích Thanh Châu. Mà mảnh đất thuộc sở hữu của nó được gọi là Đại Vân Cảnh Nội. Tại Đại Vân Cảnh Nội, ngoài trừ đế quốc Đại Vân thì còn có các thế lực và thế gia rất mạnh, Học viện Thương Mộc là một trong số đó. Có thể nói Học viện Thương Mộc Đại Vân là học viện thương mộc mạnh nhất ở Thanh Châu giới. Đêm nay, sự yên bình vốn có của Đại Vân Cảnh Nội đột nhiên bị một tia kiếm quang phá vỡ. Tia kiếm quang đó xuyên thẳng qua Đại Vân Cảnh Nội như một ngôi sao băng. Cuối cùng nó tiến vào trong đế đô của đế quốc Đại Vân. Giờ phút này, cả đế quốc Đại Vân đều khiếp sợ. Vô số cao thủ ngẩng đầu nhìn theo tia kiếm quang đó, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Kiếm tiên. Là kiếm tiên. Vào lúc này, hầu hết các cao thủ trong đế quốc Đại Vân đều xôn xao. Kiếm tiên chân chính đấy. Trong mắt của vô số người, thanh kiếm này mang theo đầu lão già gầy guộc tới một ngọn núi cao, học viện thương mộc nằm trên ngọn núi này. Khi thanh kiếm này bay vào, tất cả mọi người trong học viện thương mộc đều kinh hãi, nhao nhao ngẩng lên nhìn theo nó,
mà một số cao thủ của học viện Thương Mộc thì như gặp phải địch mạnh, nhưng không một ai dám đi ngăn cản. Cuối cùng thanh kiếm này mang theo cái đầu đâm vào phía trên một tòa đại điện cao nhất của học viện Thương Mộc. Choang! Trong chớp mắt, cả ngọn núi rung dữ dội như có động đất. Lúc này, một giọng nói vang lên từ trên không trung của học viện Thương Mộc, nếu học viện Thương Mộc không phục cứ đến trả thù, ta vô địch, các ngươi cứ tùy ý. Mọi người! Chương 213, xây dựng lại học viện Thương Lan. Ta vô địch, các ngươi tùy ý. Toàn bộ học viện Thương Mộc đều im lặng. Mọi người đều nhìn vào thanh kiếm, ai cũng biết cái đầu trên thanh kiếm là ai, đó chính là tôn giả hộ viện của học viện Thương Mộc. Là người có thực lực thuộc năm hàng đầu trong học viện. Nhưng lúc này, đầu tôn giả đó lại đang ở trên thanh kiếm. Học viện Thương Mộc đắc tội tới kiếm tiên. Không chỉ học viên của học viện Thương Mộc sững sờ, mà ngay cả người trong đế quốc Đại Vân, tất cả đều sững sờ. Kiếm tiên. Đây là lần đầu tiên địa giới Thanh Châu xuất hiện kiếm tiên, nhưng lại là bởi vì học viện Thương Mộc. Rốt cuộc học viện Thương Mộc đã làm gì? Giờ phút này, tất cả mọi người đều cực kỳ tò mò. Thanh Châu, Khương Quốc. Dưới ánh trăng, váy trắng suông của cô gái váy trắng càng thêm nổi bật, không nhuốm một hạt bụi, nàng ấy vẫn đưa lưng lại với mọi người nên không ai nhìn thấy khuôn mặt nàng ấy. Cô gái váy trắng chỉ vào bầu trời xa xăm bên phải, thanh kiếm đó. Ngươi phải lấy lại cho ta trong vòng nửa năm, nếu không lấy lại được, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Cô gái váy trắng vừa dứt lời, nàng ấy lập tức biến mất dưới ánh trăng. Đi rồi à? Cửu Lâu Chủ và Khương Việt Thiên nhìn nhau, cuối cùng hai người nhìn về phía Diệp Huyên cách đó không xa. Diệp Huyên đi về phía họ, cúi đầu thật sâu chào, đêm nay, đa tạ các ông. Nếu không có sự giúp đỡ của hai người này thì họ đã chết lâu rồi. Còn về cô gái bí ẩn kia, chắc là khi hắn cưỡng ép thúc dục tháp giới ngục đã kinh động đến nàng ấy. Thấy Diệp Huyên cung kính cảm ơn như vậy, trong lòng Cửu Lâu Chủ rất thoải mái, giúp đỡ người khác, sợ nhất là gặp phải kẻ vong ân bội nghĩa. Cửu Lâu Chủ nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Huyên, tiểu hữu, người nên nói lời cảm ơn là hai chúng ta. Được lệnh sư giúp đỡ, nửa năm sau hai ta sẽ lên một tầm cao mới, điều này với hai chúng ta mà nói là ơn cứu mạng. Nếu không có cơ hội khác, có lẽ họ không thể tiến xa hơn. Mà bây giờ, có sự giúp đỡ của cô gái bí ẩn, họ có thể đột phá bản thân một lần nữa, đối với họ đây thực sự là ơn cứu mạng. Khương Việt Thiên cũng gật đầu, ông ta nhìn Diệp Huyên, bước tiếp theo ngươi định làm gì? Nếu chưa có kế hoạch thì có thể vào cung tu luyện một thời gian, dù sao ngươi với Tiểu Cửu cũng là bạn, đến lúc đó cũng có người ở bên bầu bạn. Lôi kéo quan hệ. Cửu Lâu Chủ nhìn Khương Việt Thiên sau đó nhanh chóng nói, đến Túy Tiên Lâu của ta cũng được, nếu tiểu hữu muốn thì ta sẵn lòng đưa tiểu hữu đến Trung Thổ Thần Châu, Túy Tiên Lâu của ta nhất định sẽ coi tiểu hữu như thượng khách. Đương nhiên ông ta cũng phải lôi kéo quan hệ. Đây cũng không hoàn toàn là do họ coi trọng cô gái bí ẩn đứng sau Diệp Huyên, mà bản thân Diệp Huyên cũng không tệ. Hơn nữa lại được kiếm tiên đào tạo, sau này làm sao có thể kém được. Bây giờ Diệp Huyên còn trẻ sẽ gặp khó khăn. Nếu bây giờ không giúp thì sau này muốn giúp cũng không có cơ hội. Diệp Huyên nhìn hai người họ sau đó lắc đầu, ta xin nhận tấm lòng của hai vị tiền bối, kế hoạch tiếp theo của ta là xây dựng lại học viện Thương Lan. Xây dựng lại học viện Thương Lan. Khương Việt Thiên và Cửu Lâu Chủ đưa mắt nhìn nhau, hai người thấp giọng thở dài, không lên tiếng nữa. Mà Kỳ An Chi ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, đôi mắt đã ngấn nước. Lúc này, Cửu Lâu Chủ gật đầu tiểu hữu. Xây dựng lại học viện Thương Lan cần rất nhiều thứ, nếu ngươi cần gì cứ tới Túy Tiên Lâu, ta sẽ cho người dốc hết sức giúp đỡ ngươi. Khương Việt Thiên cũng gật đầu, về mặt nhân lực, đến lúc đó ta sẽ cho người tới giúp. Nghe vậy, Diệp Huyên lại cúi người thật sâu tạ lễ với họ, đa tạ. Khương Việt Thiên cười bảo, chỉ là chuyện nhỏ thôi, tiểu hữu đừng khách sáo với ta như thế, quá xa cách. Cửu Lâu Chủ cũng gật đầu, đúng thế, đừng khách sáo. Diệp Huyên gật đầu, hai vị tiền bối, ta còn rất nhiều việc cần phải giải quyết, ta cáo từ trước. Nói xong hắn chắp tay với hai người, sau đó quay người nhìn về phía ba người Mạc Vân Khởi, đi thu thập chiến lợi phẩm nào. Chiến lợi phẩm. Hơn 10 cao thủ vạn pháp cảnh chết ở đây, trong số đó còn có vài người vạn pháp cảnh đỉnh cao và trên vạn pháp cảnh đỉnh cao, đồ trên người họ có thể kém được sao? Đương nhiên là không rồi. Nghe Diệp Huyên nói lời này. Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch đã bước sang một bên,
Chẳng mấy chốc mọi thứ trên mặt đất đã được họ dọn dẹp sạch sẽ. Khương Việt Thiên và Cửu Lâu Chủ không nói gì, mặc dù họ cũng hơi ghen tị nhưng họ biết, những đồ này đúng là nên thuộc về mấy người Diệp Huyên. Những người đó bị cô gái bí ẩn giết mà. Ngay sau đó, mấy người Diệp Huyên biến mất khỏi tầm mắt của Cửu Lâu Chủ và Khương Việt Thiên. Cửu Lâu Chủ nhẹ giọng nói, người này không vội vàng không nóng nảy, rất trọng tình, lần này chúng ta không giúp sai người. Khương Việt Thiên gật đầu, ban đầu học viện Thương Mộc không nhận cậu ấy đúng là ngu ngốc, mà lão kỳ, hầy. Cửu Lâu Chủ bảo, chuyện này chắc vẫn chưa kết thúc được. Khương Việt Thiên nhìn Cửu Lâu Chủ, Cửu Lâu Chủ trầm giọng nói, tổng bộ học viện Thương Mộc không ở Thanh Châu, mà ở Trung Thổ Thần Châu. Còn có thế giới ngầm nữa, tổng bộ của họ chắc cũng ở Thanh Châu. Lần này họ thiệt thòi lớn rồi, nhất là sau này không biết vị tiền bối kia đã làm gì, theo ta đoán, sợ rằng hai thế lực này sẽ không chịu để yên đâu. Khương Việt Thiên nghiêm nghị nói, nhưng họ thật sự sẽ đắc tội với kiếm tiên đến chết sao? Cửu Lâu Chủ lắc đầu, trong mắt ta, kiếm tiên là một sự tồn tại khiến người khác phải ngước nhìn, nhưng ở Trung Thổ Thần Châu, một vị kiếm tiên, sợ rằng không thể coi là cao thủ hàng đầu. Một kiếm tiên vẫn chưa thể khiến họ phải cúi đầu. Khương Việt Thiên nói nhỏ, họ có chịu để yên không, chúng ta cùng chờ xem. Cửu Lâu Chủ gật đầu, chúng ta chờ xem. Đế quốc Đại Vân, Học viện Thương Mộc. Chương 214, Giết Kiếm Tiên. Học viện Thương Mộc nằm ở phía nam đế quốc Đại Vân, học viện được xây trên một dãy núi lớn đến mức nhìn một lần thoáng qua không thể thấy hết, trên núi, quanh năm mây mù lượng quanh như chốn tiên cảnh. Mà dãy núi này không phải dãy núi bình thường. Dưới chân dãy núi còn có linh mạch. Học viện Thương Mộc của Đế quốc Đại Vân dù không phải tổng viện, nhưng là học viện Thương Mộc lớn nhất ở địa giới Thanh Châu. Trong tất cả các học viện Thương Mộc ở địa giới Thanh Châu, học viện Thương Mộc của Đế quốc Đại Vân có thể nói là trường dẫn đầu. Mà đêm nay, với học viện Thương Mộc Đại Vân mà nói, không thể nghi ngờ là một sự sỉ nhục lớn. Một tôn giả hộ pháp của học viện Thương Mộc bị đóng đinh trong điện hạo nhiên của học viện. Điện Hạo Nhiên là nơi thờ phụng viện trưởng và tiền bối của các thế hệ học viện Thương Mộc, có thể nói đây là nơi linh thiêng nhất trong học viện. Không ai đến lấy thanh kiếm. Một là không dám, hai là có những người còn chẳng dám đến gần thanh kiếm đó. Thanh kiếm phát ra kiếm khí mãnh liệt, cho dù cao thủ vạn pháp cảnh cũng không dám tùy tiện lại gần. Là kiếm tiên không còn nghi ngờ gì nữa. Mọi người đều biết học viện Thương Mộc đã đắc tội một kiếm tiên. Trong một gian đại điện. Trên đại điện có một nam tử trung niên đang ngồi, người ấy trường bào màu trắng, tay phải cầm một cuốn sách, toàn thân toát ra khí thế nho nhã. Người này chính là Mộ Thanh Huyền, viện trưởng học viện Thương Mộc. Hai bên phía dưới có 8-9 người đang đứng, nam nữ đều đủ. Họ đều là cao thủ vạn pháp cảnh đỉnh cao. Không biết sau bao lâu, Mộ Thanh Huyền đột nhiên gập cuốn sách trong tay lại, nhẹ giọng nói, đã có thể xác định kiếm tiên đó đến từ Thanh Châu. Mà trước đó viện chúng ta cũng có mấy người đến Thanh Châu, mục đích là giết thiếu niên tên Diệp Huyên, muốn nhận được thù lao của học viện Thương Mộc Khương Quốc. Tiếc rằng Khương Quốc ta không chỉ mất đi một thiên tài, còn mất mấy cao thủ vạn pháp cảnh, bây giờ ngay cả một tôn giả hộ pháp cũng bị chém đầu. Theo tin thám tử báo, lần này còn có hai sát thủ vạn pháp cảnh đỉnh cao của thế giới ngầm, cả hai đều đã chết, ngoài ra còn có một vài cao thủ có thế lực nữa, tổng cộng có 16 người, tất cả đều đã ngã xuống. Thực lực này, chắc chắn là kiếm tiên không thể nghi ngờ. Nói xong ông ta nhìn mọi người trong đại điện, các ngươi nghĩ thế nào? Đại điện im lặng. Kiếm tiên. Đây không phải người học viện Thương Mộc của Thanh Châu có thể động đến. Phải chịu sự thiệt thòi này thôi. Dù hơi mất mặt nhưng chắc chắn đây là quyết định sáng suốt nhất. Mà lúc này, một ông già đứng ra, nếu người này chỉ giết người thôi thì không sao. Động đến kiếm tiên, chúng ta xứng đáng bị như vậy. Nhưng người này lại đóng đinh thanh bội kiếm trong điện hạo nhiên của học viện, điều này với học viện Thương Mộc chúng ta mà nói là một sự sỉ nhục. Mà học viện chúng ta cũng sẽ trở thành trò cười của cả Thanh Châu, học viên ta ở trước mặt người khác cũng không thể ngẩng đầu lên được. Nói đến đây ông ta khẽ lắc đầu, chuyện này không thể cứ cho qua như vậy được. Không thể cho qua. Lời này vừa dứt, bầu không khí trong đại điện đột nhiên có chút ngưng trệ. Không thể cho qua, vậy nghĩa là phải tiếp tục đấu. Đấu với một kiếm tiên. Đấu bằng cách nào? Lấy gì để đấu? Đúng lúc này, đột nhiên Mộ Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn về lối vào đại điện, một cái bóng đã xuất hiện ở đó không biết từ lúc nào. Chỉ có bóng,
không có người. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người trong đại điện đều hơi thay đổi. Vì họ không hề phát hiện cái bóng này xuất hiện từ khi nào. Mộ Thanh Huyền nhàn nhạt nói, không ngờ ám chủ của thế giới ngầm lại tới, không nghênh đón từ xa là ta thất lễ. Ám chủ. Nghe vậy, tất cả mọi người đều biến sắc. Ám chủ của thế giới ngầm là cái tên ai nghe cũng phải khiếp sợ ở Đại Vân Cảnh nổi. Người đứng đầu tổ chức sát thủ số 1 Thanh Châu. Nên nói là, tổ chức sát thủ duy nhất ở Thanh Châu. Lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên trong sảnh đại điện, Mộ viện chủ, chúng ta liên thủ đi. Liên thủ. Mộ Thanh Huyền hít mắt, sự tự tin của ngươi từ đâu ra? Ám chủ trả lời, một kiếm tiên mà thôi, mọi người cùng liên thủ thì muốn giết cũng không có gì khó khăn. Mộ Thanh Huyền lắc đầu, ngươi không giết được, ta và ngươi liên thủ cũng vẫn không giết được. Ám chủ đột nhiên nói, Trung Thổ Thần Châu đã có người tới. Mộ Thanh Huyền khẽ cau mày, thế giới ngầm của ngươi thật sự dám dốc toàn lực được ăn cả ngã về không à? Mục đích là gì? Chỉ để trả thù. Ám chủ nhẹ giọng đáp, là kiếm tiên chắc chắn đã tu luyện được kim đan bản nguyên, nếu giết được thì tương đương với trăm năm khổ luyện, không phải sao? Mộ Thanh Huyền bảo, cái giá là gì? Ám chủ cười nhạt, cầu giàu sang trong nguy hiểm, đúng không? Mộ Thanh Huyền im lặng. Lúc này ám chủ lại nói, kiếm tiên này đã bị thương. Mộ Thanh Huyền nheo mắt, sao ngươi biết? Ám chủ hờ hững bảo, nếu nàng ấy không bị thương thì đã đích thân tới đây lâu rồi, hơn nữa tại sao người này lại xuất hiện ở địa giới Thanh Châu? Nếu không có lý do đặc biệt gì, nàng ấy sẽ không xuất hiện ở Thanh Châu, vì vậy chắc chắn người này đã bị thương. Mộ Thanh Huyền trầm giọng nói, đây chỉ là suy đoán của ngươi. Ám chủ chế nhạo, một kiếm này của nàng ấy, đâm chết không phải hộ pháp của học viện Thương Mộc ngươi, mà là danh tiếng ngàn năm của học viện ngươi. Nàng ấy không chết thì học viên của học viện Thương Mộc ngươi suốt đời không thể ngẩng đầu lên được. Nghe vậy, tay phải Mộ Thanh Huyền từ từ nắm chặt. Một lúc sau, Mộ Thanh Huyền đột nhiên đứng lên, truyền lệnh đến Tổng viện, giết kiếm tiên. Giết kiếm tiên. Chương 215, Phản phệ. Khương Quốc, Thanh Châu. Học viện Thương Lan. Giờ đây học viện Thương Lan đã trở thành một đống đổ nát, không chỉ ban đầu điện Thương Lan và các điện khác bị phá hủy. Ngay cả ngọn núi Thương Lan cũng bị phá hủy một nửa. Diệp Huyên dẫn ba người Mạc Vân Khởi đi tới trước một đống đổ nát, Diệp Huyên vào trong đống đổ nát, hắn tìm một hồi, sau đó tìm được một thứ. Bình rượu hồ lô. Bình rượu hồ lô của Lão Kỷ. Khi nhìn thấy bình rượu hồ lô, trong mắt của Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch đang đứng cách đó không xa lập tức ươn ướt. Kỷ An Chi hơi cúi đầu, hai tay siết chặt. Diệp Huyên nắm chặt bình rượu hồ lô. Sau đó hắn treo bình rượu ở bên hông rồi nhìn đống đổ nát trước mắt. Sau một hồi im lặng, hắn quỳ xuống. Quỳ. Cả đời này, ngoại trừ lúc trước bắt người khác quỳ xuống với muội muội, Diệp Huyên hắn chưa bao giờ quỳ trước người nào. Lần đầu hắn đến học viện Thương Lan là vì Lão Kỳ đã cứu muội muội, nhưng sau đó hắn thật lòng thích nơi này. Nơi đây không có lục đục với nhau, không có người chết ta sống. Tại đây... Hắn cảm nhận được sự ấm ấp mà nhà họ Diệp ở Thanh Thành không có. Lúc này, ba người Mạc Vân Khởi bước tới bên cạnh Diệp Huyên, cả ba chậm rãi quỳ xuống. Bốn người lạy ba lạy với đống đổ nát trước mặt. Diệp Huyên siết chặt bình rượu hồ lô, trong mắt hắn tràn đầy kiên định, Lão Kỷ, ta sẽ chăm sóc họ thật tốt, cũng sẽ đón những học viên trên con đường nhỏ về Thương Sơn. Hôm khác ta cũng sẽ đưa họ đến Tổng viện Trung Thổ Thần Châu, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông. Nói xong, hắn đứng lên. Mà đúng lúc này, một chuyện bất ngờ xảy ra. Không hề báo trước, mặt Diệp Huyên đột nhiên biến sắc, sau đó hắn ngã lăn ra đất, toàn thân liên tục run rẩy như bị giật kinh phong. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của ba người Mạc Vân Khởi lập tức thay đổi, cả ba vội vàng vây quanh Diệp Huyên, lúc này mặt mũi Diệp Huyên đã xoắn vào nhau, hoàn toàn biến dạng. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng ba người hốt hoảng. Kỳ An Chi vội vàng nói, ta đi mời y sư. Nói xong, nàng ta xoay người định đi, nhưng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên kéo nàng ta lại. Diệp Huyên run giọng bảo, không, không cần, ta bị phản phệ, ngươi, các ngươi coi chừng ta, đợi một lát. Ta, phản phệ. Cô gái bí ẩn đã cảnh cáo hắn không được tùy tiện sử dụng tháp giới ngục, mà trước đó hắn đã sử dụng. Vào giây phút sử dụng, hắn đã liều phải chết. Không chỉ thế. Có thể nói mỗi lần cô gái bí ẩn ra tay là một gánh nặng cực kỳ lớn với tháp giới ngục,
mà cuối cùng gánh nặng này sẽ do chủ nhân của tháp giới ngục là hắn chịu đựng. Mà trước đó hắn không bị phản phệ hiển nhiên là nhờ cô gái bí ẩn cưỡng chế đè nén. Bây giờ hắn cảm thấy toàn thân mình như đang bị xé rách, cảm giác xé rách này đau đến mức chỉ muốn chết. Sử dụng tháp giới ngục, cộng thêm cô gái bí ẩn ra tay, hai phản phệ gộp lại cùng nhau. Dù là hắn cũng có chút không chịu nổi. Trên mặt đất, cả cơ thể Diệp Huyên run rẩy không ngừng, không chỉ vậy, toàn thân hắn như mặt đất gặp phải trọng kích, vết rạn trải rộng như muốn vỡ ra bất cứ lúc nào. Cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Huyên lúc này, ba người Mạc Vân Khởi đều kinh hãi, luống cuống tay chân. Diệp Huyên cuộn tròn mình, mà cơ thể của hắn còn đang co giật liên tục. Lúc này hắn hy vọng mình đã hôn mê biết nhường nào. Nhưng hắn biết mình không thể hôn mê được. Nếu lúc này rơi vào hôn mê sẽ thật sự có khả năng không tỉnh lại. Hắn không thể chết. Hắn còn phải đi tìm muội muội, còn phải đi tìm An Lan Tú, còn phải xây dựng lại học viện Thương Lan, còn phải chịu đựng. Phải chịu đựng. Diệp Huyên khoanh hai tay lại, toàn thân nằm dưới đất run rẩy. Bên cạnh, Mạc Vân Khởi đột nhiên ngồi phịch xuống đất nhìn Diệp Huyên, nước mắt chợt chảy ra, hắn ta lau nước mắt trên mặt, ta thật mẹ nó yếu. Mẹ nó, ta là một thằng ngu không làm được gì. Bạch Trạch nắm chặt hai tay, mặt không cảm xúc, cơ thể y đang run rẩy. Bên cạnh, Kỳ An Chi nhìn Diệp Huyên, mặt nàng ta không cảm xúc, nhưng trong mắt lại rưng rưng nước mắt. Giờ đây học viện Thương Lan chỉ còn lại bốn người họ. Nếu Diệp Huyên lại gặp nguy hiểm đến tính mạng. Không biết qua bao lâu, vệt trắng bạc đã xuất hiện ở chân trời. Trời đã sáng. Mà lúc này, cơ thể Diệp Huyên cũng ổn lại đi nhiều. Ba người Mạc Vân Khởi vẫn ở yên đó canh giữ, không rời đi dù chỉ một bước. Vào buổi trưa, ngón tay Diệp Huyên khẽ giật, nhìn thấy cảnh này, Kỳ An Chi vội vàng bước đến bên cạnh hắn, nắm lấy cánh tay hắn, khẽ hỏi, sao rồi? Diệp Huyên chậm rãi đứng dậy, từ từ mở hai mắt ra, cơ thể hắn cứng nhắc, trời vẫn chưa sáng sao. Nghe vậy, người Kỳ An Chi khẽ run, nàng ta nhìn vào mắt Diệp Huyên, lúc này trong mắt Diệp Huyên lại trống rỗng. Trống rỗng. Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch cũng ngây người. Diệp Huyên lau hai mắt mình, sau đó hắn cũng im lặng. Không phải trời vẫn chưa sáng, mà là mình đã mù. Lúc này, giọng nói của cô gái bí ẩn bỗng vang lên trong đầu Diệp Huyên, thể chất của ngươi rất mạnh, đủ để chống đỡ được phản phệ của tháp này, nhưng đôi mắt của ngươi là nơi yếu nhất trong cơ thể, mắt ngươi không có khả năng chống đỡ nỗ lực phản phệ của tháp này. Chương 216, lấy kiếm làm mắt, lấy tim nhìn vạn vật. Sở dĩ ta không ra tay là vì một khi ra tay, ta nhất định phải trấn áp được tháp này. Mà nếu ta cưỡng ép trấn áp nó, sợ rằng phong ấn của tháp này sẽ lập tức vỡ vụn. Không chỉ phong ấn vỡ vụn, sức mạnh của tháp này cũng có thể sẽ vô thức chống lại ta. Nếu làm vậy, người chết đầu tiên sẽ là ngươi. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó nở nụ cười cũng không sao. Cô gái bí ẩn lại nói, mắt đã bị mù, ngươi vẫn còn kiếm. Sau này hãy lấy kiếm làm mắt, dùng kiếm tu luyện thành một đôi kiếm nhãn. Kiếm nhãn? Diệp Huyên sửng sốt, thầm tự hỏi, có nghĩa là gì? Cô gái bí ẩn lạnh nhạt đáp, ngươi vốn lấy kiếm làm cơ thể, tu luyện ra đôi kiếm nhãn, nói đơn giản là mai sau ngươi không nhìn thế giới này bằng mắt, mà nhìn bằng tâm của mình. Nhìn thế giới này bằng tâm, ngươi mới có thể nhìn thấy được bản chất, đương nhiên lúc này ngươi vẫn chưa đạt đến trình độ đó, nhưng lại có thể bắt đầu đi tới trình độ đó. Còn nữa, có kiếm nhãn, sau này ngươi cũng có thể giết người bằng đôi mắt của mình. Tất nhiên, điều kiện trước tiên là ngươi có thể tu luyện được đến đó. Diệp Huyên trầm giọng nói, xin người hãy dạy ta. Cô gái bí ẩn nói, có thể sẽ rất đau đớn. Có thể. Diệp Huyên cười khổ, cô gái bí ẩn nói là có thể. Vậy thì không phải là có thể, hẳn là vô cùng đau đớn. Diệp Huyên lắc đầu, tiền bối, người nghĩ ta sợ đau đớn ư. Cô gái bí ẩn im lặng một lúc, sau đó bảo, đợi lát nữa ta chuyển cho ngươi một bộ công pháp, ngươi tu luyện theo nội dung công pháp đó. Còn nữa, nếu không có đôi mắt chung quy sẽ hơi ảnh hưởng đến hình tượng. Nếu sau này tu luyện thành công, ngươi có thể đi tìm một đôi mắt, loại có thể tiếp nhận kiếm nhãn của ngươi, ví dụ như loại chân long linh phượng, loại này cũng đẹp, nói chung sau này ngươi tự đi tìm. Chân long linh phượng. Diệp Huyên sững sờ. Đây không phải thần thú thiên địa trong truyền thuyết sao?
đi tìm mắt của chúng nó. Đi tìm chết ư? Lúc này, cô gái bí ẩn lại nói, còn một việc nữa, ngươi nhất định phải tìm ra đạo tắc thứ hai, đạo tắc làm hoàn thiện tháp này, nghĩa là ta sẽ thoải mái hơn. Mà ngươi cũng cần cố gắng tăng thực lực của bản thân. Hãy nhớ, kẻ địch của ngươi không chỉ ở bên ngoài, còn có trong này. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Cô gái bí ẩn nói, ta cần tĩnh dưỡng, nếu không có chuyện gì thì không nên làm phiền ta, cũng không nên tùy ý sử dụng tháp này. Hiện tại ngươi vẫn chưa thể sử dụng được tháp này, một khi ngươi sử dụng, những thứ bị tháp này trấn áp sẽ rất vui. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, tiền bối, ngươi không sao chứ? Cô gái bí ẩn lạnh nhạt đáp, lo lắng cho bản thân ngươi nhiều hơn đi. Nàng ấy vừa dứt lời, trong đầu Diệp Huyên chợt hiện lên rất nhiều thông tin, rất nhiều. Nhất kiếm đình hồn, kiếm nhãn quyết, một quyển công pháp, một quyển kiếm kỹ. Một lát sau, Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, thật ra bản thân hắn vẫn rất may mắn. Với sự trợ giúp của cô gái bí ẩn, hắn ít đi đường vòng hơn người khác nhiều, hắn càng không có áp lực gì về mảng công pháp và kiếm kỹ. Tiếc là mỗi lần cô gái bí ẩn ra tay, hắn sẽ rất thê thảm. Hắn của bây giờ thật sự không dám để cô gái bí ẩn ra tay nữa. Lần này là mù mắt, ai biết lần sau sẽ là gì. Hơn nữa, hắn rõ ràng cảm nhận được trong tháp giới ngục này có rất nhiều nguy hiểm. Đây là cảm giác tháp giới ngục mang lại cho hắn. Nếu cô gái bí ẩn ra tay thêm vài lần nữa, e rằng tháp này chưa kịp tụ khí thì những đạo tắc kia đã vỡ nát. Lúc đó, người chết đầu tiên sẽ là hắn. Hiện tại cô gái bí ẩn ra tay là chuyện tốt đối với hắn, nhưng thật ra việc đó là một tai họa ngầm rất lớn. Và lại hắn không muốn việc gì cũng phải dựa vào cô gái bí ẩn. Hắn biết, nếu hắn sinh lòng ỷ lại, chắc chắn cô gái bí ẩn sẽ là người đầu tiên vứt bỏ hắn. Trước đó nếu không phải hắn muốn liều mạng sử dụng tháp giới ngục, có lẽ cô gái bí ẩn sẽ không ra tay. Hắn chẳng là gì của cô gái bí ẩn, không có tư cách để đối phương luôn giúp mình. Vẫn phải dựa vào bản thân. Bản thân mạnh mẽ mới là việc quan trọng. Lúc này, trong cơ thể Diệp Huyên, kiếm liên tú đột nhiên khẽ run như đang biểu đạt điều gì đó. Diệp Huyên xòe bàn tay ra, kiếm liên tú xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Mặc dù hắn không thể nhìn thấy kiếm liên tú nữa, nhưng lại có thể cảm nhận được. Cầm kiếm liên tú trong tay, khóe miệng Diệp Huyên hơi cong lên, sau này ngươi là đôi mắt của ta. Đúng lúc này, Mạc Vân Khởi ở bên cạnh đột nhiên bước tới trước mặt Diệp Huyên nhìn hắn, Diệp Thổ Phỉ. Diệp Huyên lắc đầu, các ngươi không cần an ủi ta, ta không sao. Ba người Mạc Vân Khởi im lặng. Diệp Huyên nhẹ nhàng bảo, bây giờ học viện Thương Lan chỉ còn lại bốn người chúng ta, nhưng ta muốn xây dựng lại học viện Thương Lan. Ta muốn để học viện Thương Lan trở thành học viện mạnh nhất ở Thanh Châu. Không, ta muốn để học viện Thương Lan trở thành học viện tốt nhất ở Thanh Thương Giới. Nói xong, hắn quay người lại nhìn đống đổ nát, lão Kỷ, ông ở trên trời có linh thiêng thì hãy nhìn đi, Diệp Huyên ta nói được làm được. Ta muốn để Tổng viện Thương Lan ở Trung Thổ Thần Châu biết, hôm nay họ coi thường chúng ta, ngày sau Diệp Huyên ta sẽ khiến họ không với cao nổi. Chương 217, sớm đã không còn phân chia. Xây dựng lại học viện Thương Lan. Diệp Huyên chọn được một địa chỉ mới, cách địa điểm cũ của học viện Thương Lan không xa. Đó là một ngọn núi lớn ở phía sau ngọn núi cũ không xa, ngọn núi này cũng không cao, chỉ chừng trăm trượng mà thôi. Ở trên ngọn núi này có một thác nước lớn, dòng nước từ trên đỉnh núi trút xuống dưới khiến khung cảnh khá vùng vĩ. Bởi vì có Túy Tiên Lâu và Hoàng Thất Khương Quốc hỗ trợ, vậy nên việc xây dựng học viện Thương Lan vô cùng thuận lợi. Ngày ngày có cả ngàn người bận rộn làm việc ở trên ngọn núi này. Về phương diện vật liệu thì gần như được Túy Tiên Lâu bao trọn. Lần này Túy Tiên Lâu và Hoàng Thất Khương Quốc gần như đã bỏ toàn bộ tiền vốn lên trên đám người Diệp Huyên. Đương nhiên Diệp Huyên sẽ không từ chối hành động lôi kéo của Túy Tiên Lâu và Hoàng Thất Khương Quốc. Có thêm một người bạn đương nhiên sẽ tốt hơn một kẻ thù. Hơn nữa sau này Học viện Thương Lan sẽ ở Khương Quốc, cần có hai thế lực này quan tâm nhiều hơn. Trên đỉnh núi, trước một tảng đá lớn, bốn người Diệp Huyên đang tập trung với nhau. Có một đống lớn đồ đặt ở trước mặt bốn người. Phần lớn đều là linh khí cực phẩm, thậm chí còn có cả vật phẩm bậc minh nữa. Bọn họ lấy được những thứ này trên thi thể cường giả vạn pháp cảnh kia, ngoài đó ra thì còn có một vài món có được khi ở trong bí cảnh. Rất nhiều. Dù sao hiện giờ có thể nói cả bốn người giàu ngang với một quốc gia.
Diệp Huyên nhìn đống bảo vật ở trước mặt, các ngươi chọn trước đi, giữ lại những thứ mình dùng được, mấy món chất lượng tốt thì cũng giữ lại, số còn lại thì cầm đi đấu giá đổi lấy tiền. Tiền. Việc xây dựng học viện Thương Lan cần gì nhất chứ? Đương nhiên là tiền rồi. Có đủ việc cần chi tiêu, vừa nghĩ tới chuyện này là hắn đã cảm thấy đau đầu rồi. Ba người Mạc Vân Khởi nhìn nhau, cuối cùng cả ba đều lắc đầu. Mạc Vân Khởi nói, giữ cả lại để xây dựng học viện đi. Diệp Huyên lắc đầu, hiện giờ học viện Thương Lan chỉ còn bốn người chúng ta mà thôi, chiến lực của chúng ta không thể kém được, ba người các ngươi chọn một món phòng thân cho mình đi. Ba người Mạc Vân Khởi nhìn nhau, cuối cùng Mạc Vân Khởi gật đầu nói, vậy thì ta sẽ chọn trước vậy. Nói xong, tay phải hắn ngoắc một cái, một đôi giày màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Bậc minh hạ phẩm. Mạc Vân Khởi lập tức đi giày vào, ngay sau đó, thân thể hắn bay lên. Mạc Vân Khởi nhìn hai chân mình, kinh ngạc nói, món đồ này ít nhất cũng tăng tốc độ của ta lên 30-40% nữa. Với tốc độ của ta hiện giờ sợ rằng thần hợp cảnh chưa chắc đã đuổi kịp được ta. Diệp Huyên gật đầu, hiện giờ ngươi đã là lăng không cảnh đỉnh cao, nhất định phải mau chóng đạt tới thông u cảnh. Nói xong, hắn chỉ vào Kỳ An Chi và Bạch Trạch, hai người các ngươi cũng vậy, phải mau chóng đạt tới thông u cảnh. Bạch Trạch và Kỳ An Chi đều gật đầu. Diệp Huyên nói tiếp, chọn đi. Bạch Trạch nhìn thoáng qua đống bảo vật ở trước mặt, cuối cùng y chọn lấy một đôi bao cổ tay màu đen. Toàn thân chiếc bao cổ tay đó đen nhánh, không biết được chế tạo từ vật liệu gì, xung quanh bao cổ tay còn có một vài hình vẽ con thú. Đôi bao cổ tay này cũng đạt tới bậc minh hạ phẩm. Bạch Trạch đeo đôi bao cổ tay này lên, đôi bao cổ tay lập tức co vào, ngay sau đó, những hình thú trên bao cổ tay bắt đầu cử động, giống như là muốn sống lại vậy. Bạch Trạch nhìn về phía ba người Diệp Huyên, hưng phấn nói, bên trong có lực lượng thú hồn, khi có bao cổ tay này, lực lượng của ta có thể tăng lên chừng 40%. Nói xong, dường như y nghĩ tới chuyện gì, nhìn về phía Diệp Huyên, thổ phỉ, ngươi cũng tu luyện thân thể, bao cổ tay này để ngươi dùng cũng được. Diệp Huyên lắc đầu, ngươi dùng và ta dùng cũng không có gì khác nhau cả. Bạch Trạch nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả, nhưng trong lòng thì cảm thấy ấm áp. Thật ra bốn người bọn họ sớm đã không còn phân chia gì nữa. Ai dùng cũng như nhau. Diệp Huyên nhìn về phía Kỳ An Chi cân sát đống bảo vật ở trước mặt, một lúc sau nàng ta lắc đầu, không cần gì cả. Diệp Huyên gật đầu, vậy tương lai ta sẽ tìm cho cô một thanh đao tốt. Chương 218, nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Nói xong, Diệp Huyên cất toàn bộ số bảo vật còn lại đi, sau đó hắn nói với ba người Mạc Vân Khởi, hiện giờ An Chi phụ trách giám sát việc xây dựng học viện Thương Lan, Bạch Trạch phụ trách việc tiến vào núi sâu khảo sát. Tìm một vài địa điểm có thể tu luyện được, sau đó lên kế hoạch xây dựng một vài sân tu luyện. Định tuyển người à? Mạc Vân Khởi đột nhiên hỏi. Diệp Huyên gật đầu, tuyển chứ, một học viện đương nhiên cần có học viên. Nhưng không tuyển lung tung được, phải sàng lọc nghiêm khắc, những chuyện này để thảo luận sau đi, hiện giờ phải xây dựng học viện Thương Lan xong đã. Nói xong, hắn nói với Mạc Vân Khởi, lão Mạc, da mặt ngươi khá dày, ngươi xuống núi tuyên truyền đi. Báo mọi người biết học viện Thương Lan ta sắp tuyển học viên, trước tiên tuyên truyền danh tiếng đã. Còn nữa, đi tới đế đô hỏi thăm xem có những ai kiến thức sâu rộng không, sau này học viện Thương Lan chúng ta không chỉ lấy tu luyện làm chủ, đã là học viện thì đương nhiên phải đi học rồi. Mạc Vân Khởi do dự trong chốc lát, sau đó hỏi lại, đi học. Diệp Huyên gật đầu, không chỉ phải bồi dưỡng thực lực của học viện mà còn phải bồi dưỡng tố chất của họ, đề cao đầu óc của bọn họ. Ta không muốn tất cả học sinh của học viện của chúng ta đều là những kẻ chỉ biết tới lợi ích. Mạc Vân Khởi vội vàng gật đầu, đúng, đúng vậy, đừng có giống đám khốn kiếp ở học viện Thương Mộc kia, tên nào tên nấy đều không cần mặt mũi. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nhìn về phía Kỳ An Chi cho người xây dựng một tòa linh đường trước, còn nữa, tìm một mảnh đất phong thủy tốt, chờ khi xây dựng linh đường xong thì chúng ta sẽ tới học viện Thương Mộc, đón những học viên ở con đường nhỏ dưới Thương Sơn về. Nghe vậy, thân thể Kỳ An Chi run lên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả. Diệp Huyên từ từ đứng dậy, nhìn về phía chân trời, bọn họ nên trở về nhà rồi. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên rời khỏi núi Thương Lan, hắn đi tới một phân viện của Túy Tiên Lâu. Bên trong phân viện, Cửu Lâu chủ tự mình ra tiếp đón. Ở trong phòng, Diệp Huyên lấy toàn bộ bảo vật trong tháp giới ngục ra bên ngoài.
Đây là, Cửu Lâu chủ cảm thấy hơi ngạc nhiên. Diệp Huyên nói, tiền bối, đây đều là những thứ đoạt được trước đó, hy vọng tiền bối có thể bán đấu giá những thứ này giúp ta. Cửu Lâu chủ trầm giọng nói, ngươi rất cần tiền hả? Diệp Huyên gật đầu. Đương nhiên là hắn rất cần tiền rồi. Việc xây dựng học viện Thương Lan không thể dựa cả vào Túy Tiên Lâu và Hoàng Thất Khương Quốc được, làm người không thể làm thế. Và lại hắn còn muốn chuẩn bị một ít tài nguyên tu luyện cho ba người Mạc Vân Khởi, tu luyện rất cần tiền. Ngoài việc đó ra, sau này học viện Thương Lan tuyển học viên mới cũng cần chi tiêu rất nhiều. Tiền. Hiện giờ hắn rất cần tiền. Cửu Lâu chủ ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, những thứ này của ngươi đều không hề tầm thường, có một vài thứ còn là cực phẩm, đấu giá ở nơi này sợ rằng không bán được mấy món. Như thế này đi, ngươi giữ những thứ này lại. Ta để người ở bên trên kiểm tra, sau đó đưa ra một cái giá, do Túy Tiên Lâu chúng ta thu mua, mang tới Thanh Châu đấu giá. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không bạc đãi tiểu hữu về mặt giá tiền đâu. Đến lúc đó nếu như giá đấu giá vượt qua giá chúng ta trả cho tiểu hữu thì chúng ta sẽ đưa thêm, sao hả? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, vậy cũng được. Phải làm phiền tiền bối rồi. Cửu Lâu chủ cười nói, tiểu hữu khách khí quá rồi. Nói tới đây, ông ta đột nhiên lấy một tấm thẻ màu đen ra, đưa tới trước mặt Diệp Huyên, tiểu hữu, đích thân nhị lâu chủ ban thứ này xuống, nhị lâu chủ bảo ta nói câu này với tiểu hữu, sau này nếu như tiểu hữu tới Trung Thổ Thần Châu vậy nhất định phải tới Túy Tiên Lâu làm khách đó. Nhị lâu chủ, Diệp Huyên có phần không hiểu. Cửu lâu chủ gật đầu, cười nói cao tầng Túy Tiên Lâu chúng ta đã biết chuyện đêm qua rồi, nhờ phúc của tiểu hữu và sư tôn của tiểu hữu, hiện giờ ta đã là chủ của lầu năm. Đương nhiên chuyện ở Khương Quốc vẫn do ta phụ trách, sau này khi tiểu hữu rời khỏi Khương Quốc thì ta cũng có thể rời đi. Thì ra là vậy. Diệp Huyên ôm quyền nói, chúc mừng tiền bối. Cửu lâu chủ lắc đầu cười một tiếng, đó là nhờ phúc của sư tôn ngươi, nếu như không thể tiến thêm một bước, sợ rằng ta sẽ chết già ở Khương Quốc rồi. Nói xong, ông ta chỉ lên tấm thẻ đen trước mặt Diệp Huyên, tiểu hữu, đây là thẻ khách quý cấp cao nhất của Túy Tiên Lâu chúng ta. Có được tấm thẻ này, lâu chủ tầng 5 trở xuống gặp tiểu hữu cũng phải hành lễ. Khi có được tấm thẻ này, ở bất kỳ nơi nào tiểu hữu cũng có thể điều động cường giả Túy Tiên Lâu ta xuất chiến 3 lần. Không chỉ như vậy, tiểu hữu đấu giá bất kỳ thứ gì ở Túy Tiên Lâu cũng không thu một đồng phí thủ tục, nếu như mua đồ thì chỉ cần là đồ của Túy Tiên Lâu thì chúng ta cũng sẽ giảm giá 40% cho tiểu hữu. Diệp Huyên nhận lấy tấm thẻ đen. Sau đó ôm quyền nói với Cửu Lâu chủ, xin tiền bối truyền lời cho cao tầng của Quý Lâu rằng Diệp Huyên này khắc sâu ơn của Quý Lâu. Cửu Lâu chủ nghe vậy, cười càng vui vẻ hơn. Túy Tiên Lâu kết giao với Diệp Huyên không chỉ đơn thuần là vì sau lưng Diệp Huyên có một vị kiếm tiên, còn có một nguyên nhân khác, đó là thiên phú và thực lực của chính Diệp Huyên. Hắn là một thiên tài siêu cấp không hề thua kém gì An Lan Tú cả. Nói không chừng tương lai sẽ trở thành một vị kiếm tiên. Nếu như Diệp Huyên thật sự trở thành kiếm tiên, vậy có nghĩa là Túy Tiên Lâu đã có thêm một người bạn là kiếm tiên rồi. Có một người bạn là kiếm tiên chính là lực uy hiếp mạnh mẽ nhất. Người nào muốn động vào Túy Tiên Lâu cũng sẽ phải cân nhắc lại. Quan trọng nhất chính là cho dù Túy Tiên Lâu có muốn thì cũng không thể nào lôi kéo một vị kiếm tiên đã thành danh được, nhưng bọn họ có thể lôi kéo được một vị thiếu niên có tiềm lực trở thành kiếm tiên. Diệp Huyên không biết rằng sức nặng của Cửu Lâu chủ ở Túy Tiên Lâu hiện giờ là rất lớn, bởi vì ngày hôm qua ông ta đã cược thắng. Nếu như cược thua, ông ta sẽ chết rất thê thảm, thế nhưng ông ta đã thắng cược, vậy nên Túy Tiên Lâu đã tăng ông ta thành chủ lầu năm, quyền lợi lớn hơn trước gấp nhiều lần. Có thể nói là một bước lên trời. Một lúc sau, Diệp Huyên quay người rời đi. Cửu Lâu chủ nhìn dõi theo bóng lưng Diệp Huyên rời đi, cười càng rạng rỡ hơn. Trong đôi mắt tràn ngập vẻ thưởng thức. Diệp Huyên không chỉ có thiên phú ưu nghiệt, tính cách xem nặng tình cảm của hắn cũng được Túy Tiên Lâu coi trọng. Chỉ cần bây giờ ngươi giúp người như vậy một chút, hắn sẽ nhớ kỹ ngươi suốt cả đời. Dưới sự giúp đỡ của Túy Tiên Lâu và Hoàng Thất Khương Quốc, việc xây dựng học viện Thương Lan diễn ra rất nhanh, chỉ sau thời gian vài ngày, từng tòa đại điện đã xuất hiện ở trên núi. Núi Kỳ Vẫn. Diệp Huyên dùng tên của Lão Kỳ để đặt tên cho núi này. Vào ngày hôm nay, khi trời mới tờ mờ sáng, Diệp Huyên đã đứng trên đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, sau lưng hắn là ba người Mạc Vân Khởi. Diệp Huyên nói khẽ, nên đi đón bọn họ về nhà rồi, cũng nên để bọn chúng trả giá cho cái ý chết của Lão Kỳ. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu.
Nói xong, bốn người xuống khỏi núi Kỳ Vẫn, đi thẳng tới học viện Thương Mộc. Chương 219, bọn họ tới đây là để đánh nhau. Học viện Thương Mộc. Hiện giờ học viện Thương Mộc chính là thế lực khó xử nhất ở đế đô. Lý Huyền Thương ngã xuống khiến học viện Thương Mộc như rắn bị mất đầu vậy. Hơn nữa bọn họ hoàn toàn không biết Lý Huyền Thương chết như thế nào cả. Dù sao thì Khương Việt Thiên và Cửu Lâu Chủ sẽ không nói những tin này cho học viện Thương Mộc biết. Bốn người Diệp Huyên đi thẳng tới học viện Thương Mộc, trên đường đi có vô số người vây xem. Hiện giờ ai ở đế đô mà không biết bốn người Diệp Huyên cơ chứ? Hiện giờ bốn người Diệp Huyên thậm chí còn nổi tiếng hơn cả An Lan Tú trước đây nữa. Khi thấy bốn người đi về phía học viện Thương Mộc, vô số người trên đường đi bám theo sau. Càng ngày càng có nhiều người đi theo. Không lâu sau, bốn người Diệp Huyên và đám đông theo sau đã tới dưới chân Thương Sơn. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn về phía Thương Sơn, ngay sau đó, một thanh kiếm đột ngột phóng lên trên trời, bay tới chân trời. Cùng lúc đó, một giọng nói vang vọng ở trên Thương Sơn, học viện Thương Mộc, có ai dám đấu một trận hay không hả? Có ai dám đấu một trận hay không hả? Những người có mặt ngẩng đầu lên nhìn về phía Thương Sơn. Không có ai đáp lại. Tất cả mọi người đều than thở. Đúng lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện, đứng cách bốn người Diệp Huyên không xa. Người tới chính là phó viện trưởng của học viện Thương Mộc, Mạc Tùng. Cường giả thần hợp cảnh. Mạc Tùng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, cần gì phải khinh người quá đáng những vậy. Ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột ngột xông thẳng về phía trước, chỉ trong nháy mắt đã tiến tới ngay trước mặt Diệp Huyên, ngay sau đó, hai tay của hắn cầm kiếm liên tú bổ thẳng về phía trước. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này không chỉ có kiếm thế mạnh mẽ mà còn mang cả kiếm ý. Khi thấy Diệp Huyên đột nhiên ra tay, sắc mặt Mạc Tùng lập tức thay đổi, chân phải ông ta chống về phía sau, hai tay chập lại, sau đó dùng sức đánh mạnh về phía trước. Ầm! Một luồng sức mạnh to lớn phát ra từ trong lòng bàn tay ông ta. Bịch! Dưới ánh mắt quan sát của vô số người, thân thể Mạc Tùng bay ngược ra ngoài, lùi về sau mấy chục trượng liền. Cả đám người đều ngẩn ra. Tên Mạc Tùng này đã đạt tới thần hợp cảnh đó. Vậy mà lại bị một kiếm chém bay hả? Ở phía xa, Mạc Tùng nhìn chằm chằm vào hai cánh tay bị đánh tả tơi của mình, ông ta ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên, kinh hãi nói tông sư kiếm đạo, ngươi. Đúng lúc này, một thanh kiếm lóe lên. Phụt! Đầu Mạc Tùng lập tức bay ra bên ngoài. Một cột máu tươi phun lên. Tất cả mọi người có mặt đều ngây ra như phỗng. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Huyên, tông sư kiếm đạo. Tông sư kiếm đạo trẻ tuổi như vậy. Lòng bàn tay Diệp Huyên mở ra, kiếm liên tú quay trở về trong tay hắn. Diệp Huyên cầm kiếm đi lên trên núi. Ba người Mạc Vân khởi theo sát phía sau. Dưới sự quan sát của vô số người, đám người Diệp Huyên đi lên con đường nhỏ lên Thương Sơn. Ở bên cạnh con đường nhỏ lên Thương Sơn có một cái xác bị ghim lên, cái xác này không còn thấy rõ mặt mũi nữa rồi, tứ chi bị đánh gãy hết, thê thảm vô cùng. Khi thấy cái xác này, Kỳ An Chi lập tức rơi nước mắt. Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch định hạ cái xác này xuống nhưng Diệp Huyên lắc đầu nói, ta muốn học viện Thương Mộc quỳ xuống, đưa bọn họ quay về học viện Thương Lan. Nói xong, hắn nhanh chân bước lên trên núi. Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch và Kỳ An Chi đi sát theo sau. Ở dưới núi, sau khi do dự trong thoáng chốc, cuối cùng đám người đó vội vàng đuổi theo. Hiện giờ bọn họ không hề sợ học viện Thương Mộc. Bởi vì toàn bộ đế đô Khương Quốc và Túy Tiên Lâu đều nhằm vào học viện Thương Mộc, có thể nói rằng hiện giờ học viện Thương Mộc Khương Quốc chẳng khác nào chuột chạy qua đường, bị người người đánh. Không lâu sau, đám người Diệp Huyên đã đi tới Thương Sơn, ở trước mặt bốn người Diệp Huyên chính là một tòa học điện, có hơn 100 người đang đứng ở nơi đó. Toàn bộ đều là học viên của học viện Thương Mộc. Người người đang trấn thủ không phải ai xa lạ, chính là vị phó viện trưởng còn lại của học viện Thương Mộc Khô Mạc. Trước đó Khô Mạc từng bị Lão Kỳ đánh bị thương, nhưng lần đó ông ta không chết, dù vậy nhưng đến giờ vết thương đó vẫn chưa khỏi hẳn. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, sắc mặt Khô Mạc vô cùng khó coi. Lại tới. Người này lại tới nữa rồi. Lần trước Diệp Huyên tới học viện Thương Mộc không chỉ chém chết Phần Tuyệt mà còn chém giết hơn 10 học viên của học viện Thương Mộc. Bây giờ hắn lại tới nữa. Diệp Huyên nói với đám người Khô Mạc ở cách đó không xa. Làm phiền đưa những học viên của học viện Thương Lan chúng ta quay trở về học viện Thương Lan, nhớ kỹ là phải quỳ để mang tới đó. Vừa nghe vậy,
Sắc mặt đám học viên học viện Thương Mộc lập tức trở nên dữ tợn. Quỳ! Ngươi làm nhục chúng ta đó hả? Khô Mạc gằn giọng nói, Diệp Huyên, nếu như ngươi muốn cá chết lưới rách vậy thì... Muốn đánh hả? Diệp Huyên đột ngột cắt ngang lời Khô Mạc, nếu ngươi muốn đánh thì chúng ta đánh. Vừa dứt lời, hắn đã xông thẳng tới. Ở sau lưng Diệp Huyên, khóe miệng Mạc Vân Khởi cong lên, nhe răng ra cười, vậy thì đánh thôi. Ông đây sớm đã muốn làm thịt hết đám khốn kiếp các ngươi rồi. Vừa dứt lời, đôi giày màu đen dưới chân hắn đột nhiên rung động, sau đó thân thể hóa thành tàn ảnh, biến mất khỏi chỗ cũ. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, phần lớn những người có mặt ở đây đều không thể nhìn thấy rõ. Ngay khi Mạc Vân Khởi lao tới, Bạch Trạch và Kỳ An Chi cũng xông lên luôn. Lần này bọn họ tới đây không phải là để nói chuyện trong hòa bình, bọn họ tới đây là để đánh nhau. Học viện Thương Mộc có trách nhiệm lớn nhất trước cái chết của Lão Kỳ. Mẹ kiếp, sao có thể không báo mối thù này cho được? Chương 220, ông đây chỉ muốn đánh chết ngươi. Mục tiêu của Diệp Huyên chính là Khô Mạc. Khô Mạc là cường giả thần hợp cảnh đỉnh cao, nhưng khi đấu với Diệp Huyên, ông ta không hề có sức phản kháng. Nên nhớ hiện giờ Diệp Huyên không chỉ đã đạt tới lăng không cảnh đỉnh cao mà còn đã lĩnh ngộ kiếm ý. Tông sư võ đạo, tông sư kiếm đạo. Hiện giờ chiến lực của Diệp Huyên đã vượt xa trước đây rồi. Khi thấy đám người Diệp Huyên xông tới, Khô Mạc gằn giọng chiến đấu tới chết. Vừa nói xong, ông ta dẫn đầu đám người, xông tới. Hiện giờ học viện Thương Mộc đã không còn bất kỳ lựa chọn nào khác cả, bọn chúng muốn sống thì chỉ còn cách chiến đấu một trận. Bởi vì bọn chúng hiểu rất rõ Diệp Huyên sẽ không buông tha cho bọn chúng, đầu hàng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Ngay khi Khô Mạc xông tới, mấy hơi thở mạnh mẽ đồng thời xuất hiện. Ba tên cường giả thần hợp cảnh. Ba người đó cộng thêm Khô Mạc xông thẳng về phía Diệp Huyên, hiển nhiên bốn người bọn chúng muốn tiêu diệt Diệp Huyên trước. Mà đám học viên của học viện Thương Mộc thì xông về phía ba người Bạch Trạch. Ba người đấu cả trăm người. Nếu xét về khí thế và số lượng thì không cần phải nghi ngờ gì, ba người Mạc Vân Khởi hoàn toàn bị nghiền nát, nhưng trong mắt ba người không hề hiện lên vẻ sợ hãi. Đúng lúc này, một đám người áo đen đột nhiên xuất hiện, có tổng cộng chừng hơn 40 người áo đen. Trên tay mỗi tên đều cầm theo một chiếc liêm đao màu đen, sau khi xuất hiện bọn chúng lập tức tham gia vào trong chiến trường, mà mục tiêu của bọn chúng chính là đám học viên của học viện Thương Mộc. Sau khi đám người áo đen này gia nhập chiến trường, vô số học viên của học viện Thương Mộc lũ lượt ngã xuống đất. Hoàng thất Khương Quốc, Túy Tiên Lâu, ở cách đó không xa, Khô Mạc gầm thét. Đến giờ sao ông ta còn không nhìn ra những người áo đen này là người do Hoàng thất Khương Quốc và Túy Tiên Lâu phái tới cho được. Không có ai trả lời ông ta. Khô Mạc không thể làm gì được, cuối cùng ông ta đành phải điên cuồng vây công Diệp Huyên. Bốn tên cường giả thần hợp cảnh vây công Diệp Huyên, đương nhiên Diệp Huyên không thể địch nổi, vừa mới giao chiến đã liên tục thua cuộc, lùi về phía sau. Còn bốn người Khô Mạc thì như đang phát điên, truy đuổi theo Diệp Huyên. Hiện giờ bốn người bọn họ chỉ muốn giết chết Diệp Huyên mà thôi. Đúng lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Diệp Huyên, ngay sau đó, một thanh phi đao màu vàng bắn về phía một tên cường giả thần hợp cảnh ở cách Diệp Huyên không xa. Sắc mặt tên cường giả thần hợp cảnh kia lập tức thay đổi, cưỡng ép thân thể dịch sang bên cạnh, né tránh thanh phi đao chí mạng đó. Gần như cùng lúc đó, một bóng người tựa như một món vũ khí sắc bén. Xông thẳng về phía một tên cường giả thần hợp cảnh khác ở cách đó không xa. Đó chính là Bạch Trạch. Mọi người còn chưa nhìn thấy rõ thì một tên cường giả thần hợp cảnh trong số đó đã bị tông trúng, lùi về sau mười mấy trượng mới dừng lại được. Ở một bên khác, Kỳ An Chi lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt một tên cường giả thần hợp cảnh. 4-4. Về phần đám học viên của học viện Thương Mộc thì đã bị những người áo đen kia áp chế hoàn toàn. Thật ra cho dù bốn người Diệp Huyên không tới báo thù thì Hoàng thất Khương Quốc và Túy Tiên Lâu cũng sẽ không bỏ qua cho học viện Thương Mộc, hiện giờ không tiêu diệt học viện Thương Mộc thì để chờ tương lai họ tới báo thù hay sao? Khô Mạc đứng đối diện Diệp Huyên nhìn chằm chằm vào hắn, Diệp Huyên giỏi lắm, không ngờ học viện Thương Mộc ở Khương Quốc lại bị tiêu diệt trong tay ngươi, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại thì đã ở trên đỉnh đầu Khô Mạc rồi. Một thanh kiếm hung hăng chém xuống. Bịch! Thân thể Khô Mạc bị chém bay ra ngoài vài chục trượng, ông ta vừa mới dừng lại thì mặt đất dưới chân ông ta vỡ nát, không chỉ như vậy, máu tươi từ trong miệng ông ta ộc ra ngoài,
chỉ trong thời gian ngắn đã nhuộm đỏ phần áo ở trước ngực. Trong lòng Khô Mạc vô cùng chấn động, ông ta ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở gần đó đột nhiên nổi giận, nói, mẹ kiếp, đừng có làm nhảm phí lời thêm nữa, ông đây chỉ muốn đánh chết ngươi thôi. Vừa nói xong, hắn đã xông thẳng tới. Cho dù mắt hắn không thấy gì cả thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Nếu như không phải vì mắt không thấy gì, ít nhất chiến lực của hắn cũng tăng lên thêm 20-30% nữa. Hai mắt không nhìn thấy vẫn tạo thành ảnh hưởng nhất định với hắn. Khi thấy Diệp Huyên lại xông tới, khóe miệng Khô Mạc tạo thành một đường cong dữ tợn, vậy thì tới đây đi. Nói xong, ông ta xông thẳng về phía Diệp Huyên, một luồng hơi thở mạnh mẽ ở trong cơ thể ông ta phóng ra bên ngoài, sức mạnh của nó đã vượt qua cấp bậc cường giả thần hợp cảnh rồi. Tự nổ. Khô Mạc hiểu rất rõ với trạng thái của ông ta hiện giờ thì chắc chắn không phải là đối thủ của Diệp Huyên, thay vì bị Diệp Huyên chém chết, còn không bằng ngọc đá cùng nát với Diệp Huyên. Mà Diệp Huyên cũng không hề dừng lại, kiếm trên tay hắn đột nhiên bắn ra ngoài, chém tới. Khô Mạc cười, hàm răng của ông ta dần dần lộ ra. Ầm! Một tiếng nổ chấn động đất trời đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ tràn ra phía bên ngoài, bên trong sóng năng lượng mạnh mẽ này, có một bóng người không ngừng lùi về phía sau. Chính là Diệp Huyên. Hắn lùi lại gần trăm trượng, cuối cùng đập mạnh lên trên một vách núi thì mới dừng lại được. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều đưa mắt nhìn về phía Diệp Huyên. Dưới vách núi đá, Diệp Huyên chậm rãi đứng dậy, hắn lau máu tươi nơi khóe miệng, sau đó hô lên với đám người Mạc Vân Khởi cách đó không xa, giết giết sạch toàn bộ. Giết! Giết sạch toàn bộ! Chương 221, muốn sống nữa không? Nghe Diệp Huyên nói vậy, ba người Mạc Vân Khởi lập tức xông tới. Giết! Diệp Huyên hắn chưa bao giờ là hạng người nhân từ, biết nương tay cả. Nếu như tình trạng giữa hai học viện đã là ngươi chết ta sống thì vì sao lại không diệt cỏ tận gốc chứ? Học viện Thương Mộc cũng chưa từng nhân từ với học viện Thương Lan bọn họ mà. Giết! Diệp Huyên lại xông tới giết chóc. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng kiếm của hắn còn nhanh hơn. Người vừa xông tới thì kiếm đã chém bay một tên cường giả thần hợp cảnh của học viện Thương Mộc. Sắc mặt tên cường giả thần hợp cảnh đang giao chiến với Mạc Vân Khởi lập tức thay đổi. Y xoay người lại, đúng lúc này thì kiếm tới. Tên cường giả thần hợp cảnh này bị đánh bay ra ngoài. Khi kiếm Liên Tú định chém tới thì đột nhiên có một thanh phi đao tốc độ nhanh hơn, tên cường giả thần hợp cảnh vừa mới bay ra ngoài thì thanh phi đao kia đã xuyên qua yết hầu của y rồi. Phụt! Đầu tên cường giả thần hợp cảnh kia lập tức bay ra ngoài, một cột máu tươi phun ra. Mạc Vân Khởi nhìn về phía Diệp Huyên ở cách đó không xa, bình thản nói cướp đầu người nè. Cánh tay phải đang cầm kiếm của Diệp Huyên vung lên, ở cách đó 10 trượng lập tức. Phụt! Lại là đầu một tên cường giả thần hợp cảnh bay ra ngoài. Giết trong chớp mắt! Giết trong chớp mắt đó! Khi thấy cảnh này, một đám học viên học viện Thương Mộc ở giữa sân giật bắn người, nhưng cũng không có bất kỳ ai lựa chọn đầu hàng. Hiện giờ kêu đầu hàng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Chiến! Cả hai bên đã không còn đường lui nữa rồi. Về phần mấy tên cường giả thần hợp cảnh kia, nếu như một đấu một, ngoài Diệp Huyên ra thì ba người Mạc Vân Khởi khó lòng giết được bọn họ, nhưng hiện giờ khi bốn đấu bốn, bốn người Diệp Huyên hoàn toàn nghiền nát đám người đối phương. Sau khi cường giả thần hợp cảnh của học viện Thương Mộc đã chết sạch, trận chiến sau đó hoàn toàn là nghiêng về một bên. Đó là một trận đồ sát. Trước điện học, từng cái đầu của học viện Thương Mộc không ngừng bay lên. Đám người vây xem ở xung quanh đều tỏ vẻ mặt sợ hãi, thậm chí có một số còn không dám xem tiếp nữa, quay người chạy xuống dưới núi. Quá máu tanh rồi. Hôm nay chính là ngày tận thế của học viện Thương Mộc. Không lâu sau, ở đó chỉ còn lại 10 tên học viên học viện Thương Mộc. Diệp Huyên cố tình giữ bọn chúng lại. 10 người tập trung ở một chỗ, quần áo trên người bọn chúng sớm đã nhuộm đỏ máu tươi. Diệp Huyên đi tới trước mặt bọn họ, muốn sống nữa không? Một tên học viên học viện Thương Mộc cười gằn đáp, muốn sống. Cho dù bọn ta chết đứng cũng không. Phụt! Một thanh kiếm đâm thẳng vào đầu tên học viên mới nói chuyện, máu tươi phun tung tóe. Vừa thấy vậy, số học viên còn lại không nhịn được mà liên tục lùi về sau mấy bước. Diệp Huyên chỉ vào một tên học viên hắn, muốn sống nữa không? Tên học viên nuốt nước bọt. Đang giãy giụa thì có một thanh kiếm bay tới, chém.
phụt. Thân thể tên học viên bị một kiếm phân thây. Máu tươi và nội tạng của gã vung vãi ra đầy đất. Tàn nhẫn. Máu tanh. Diệp Huyên hiểu rõ nếu như bọn họ bại trận thì kết cục của bốn người bọn họ còn thê thảm hơn cả đối phương hiện giờ. Nếu như đã chọn lặn lộn ngoài xã hội vậy những lúc nên hung ác thì phải hung ác. Diệp Huyên chỉ sang một tên học viên học viện thương mục khác, sắc mặt của gã lập tức thay đổi, vội vàng nói ta muốn sống tiếp. Hiện giờ chân gã đang run rẩy. Diệp Huyên nhìn sang những người khác, không hề có ai lên tiếng cả. Ngay sau đó, kiếm liên tú bên người Diệp Huyên rung lên, đám học viên kia thấy vậy thì vội vàng nói chúng ta muốn sống tiếp. Sống tiếp? Trên đời này, không phải tất cả mọi người đều không sợ chết, nhất là khi vẫn còn cơ hội được sống. Diệp Huyên quay người nhìn xuống núi, bên dưới có 36 thi thể học viện Thương Lan, các ngươi đưa bọn họ về nhà thay cho ta, nhớ kỹ, phải quỳ xuống. Nghe vậy, sắc mặt của tất cả mọi người ở đó lập tức trở nên khó coi. Quỳ đưa về. Làm vậy quá nhục nhã rồi. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, so với những gì các ngươi đã gây ra để làm nhục bọn họ thì chút chuyện đó đã là gì. Nếu như không muốn làm thì cũng được thôi. Để đầu các ngươi lại đây để cúng bái vong linh của bọn họ ở trên trời. Vừa nói xong, kiếm liên tú lập tức lơ lửng trên đỉnh đầu đám người học viên học viện thương mộc. Diệp Huyên giơ ba ngón tay lên, ta đếm ba câu. Ba. Đám học viên học viện thương mộc siết chặt hai tay, sắc mặt vô cùng khó coi, trên trán túa mồ hôi lạnh, hiển nhiên bọn chúng đang giãy giụa. Diệp Huyên gập một ngón tay xuống, hai. Vừa dứt lời, kiếm liên tú đột nhiên rơi xuống. Phụt. Một tên học viên học viện thương mộc trong số đó bị kiếm liên tú xuyên thẳng từ đỉnh đầu xuống dưới cùng. Khi thấy vậy, tuyến phòng thủ trong lòng đám học viên học viện thương mộc lập tức sụp đổ. Ngay sau đó, sáu tên học viên học viện thương mộc chạy như điên xuống con đường nhỏ lên Thương Sơn. Cứ như vậy, dưới ánh mắt của vô số người, đám học viện thương mộc kia khiêng thi thể học viện Thương Lan đi về phía học viện Thương Lan, đương nhiên tất cả bọn chúng đều quỳ. Ở trên Thương Sơn, đám người Diệp Huyên đứng trước học cung, trước mặt bọn họ là thi thể đầy đất và máu tươi. Đến giờ xem như học viện thương mộc ở Khương Quốc đã hoàn toàn diệt vong. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn không trung, cảm ơn hai vị tiền bối đã hỗ trợ tiêu diệt học viện thương mộc. Hiện giờ học viện thương mộc đã bị tiêu diệt, ba phe chúng ta sẽ chia đều tất cả mọi thứ bên trong học viện thương mộc, hai người thấy sao hả? Lúc này Cửu Lâu Chủ và Khương Việt Thiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Chương 222, cả ba bên đều có lợi. Cửu Lâu Chủ cười nói, như này đi, ta và Khương Huynh chia ba phần, học viện Thương Lan các ngươi lấy bốn phần. Tiểu Hữu đừng từ chối, nếu không có sư tôn ngươi chém giết Lý Huyền Thương thì chúng ta không thể tiêu diệt học viện Thương Mộc được, nói cho cùng thì vẫn là chúng ta được lợi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, vậy ta sẽ không khách khí nữa đâu. Cửu Lâu Chủ cười lớn một tiếng, đều là người một nhà, khách khí làm gì chứ? Chia của. Dù gì thì học viện thương mộc đã tích lũy nhiều năm như vậy rồi, chắc chắn có không ít bảo vật, khi cướp sạch kho đồ của học viện thương mộc, đám người Mạc Vân Khởi đều hết cả hồn luôn, ở trong đó có 49 món linh khí cực phẩm, linh khí bậc minh cũng có 6 món, trong đó còn có một món bậc minh trung phẩm. Ngoài đó ra thì còn có linh thạch, khoảng chừng chục triệu, công pháp võ kỹ cũng có một ít. Số còn lại là một đống đồ thượng vàng hạ cám, nhiều không tính xuể. Đây không phải là phát tài nữa rồi, phải gọi là phất lớn. Đối với cả ba thế lực thì đều là phất lớn. Hiện giờ Khương Việt Thiên cười không ngậm mồm lại được, hiện giờ Khương Quốc thiếu tiền tài nhất, có số tiền này, trong vòng 10 năm tới, quốc khố Khương Quốc sẽ luôn ở trong trạng thái sung túc. Cửu Lâu Chủ cũng cảm thấy khá hưng phấn, đối với ông ta mà nói thì số tiền này nhập vào túy tiên lâu sẽ biến thành chiến tích của ông ta. Mục tiêu của ông ta không phải là Khương Quốc hay là Thanh Châu mà là được tiến về Trung Thổ Thần Châu. Trước kia không có bất kỳ hy vọng gì cả nhưng hiện giờ thì tràn trề hy vọng luôn. Đám người Diệp Huyên đương nhiên cũng rất hưng phấn, có được nhiều thứ như vậy, việc xây dựng lại Học viện Thương Lan sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Hiện giờ việc xây dựng lại Học viện Thương Lan thiếu nhất chính là linh thạch, võ kỹ, công pháp, linh khí. Phải biết là học viên tu luyện cần có tài nguyên. Khi có số tài sản này, học viên được tuyển chọn trong thời gian đầu có thể học tập luôn được, như vậy thì sẽ giúp học viện Thương Lan vượt qua giai đoạn đầu khó khăn nhất. Lần này hắn rất nghiêm túc trong việc thành lập học viện Thương Lan. Rất nhanh,
Ba thế lực đã phân chia xong số bảo vật này. Phe Diệp Huyên được chia 2 món linh khí bậc minh, 16 món linh khí cực phẩm, 3 quyển võ kỹ bậc địa, 3 quyển công pháp bậc địa, ngoài đó ra còn có 3 triệu linh thạch cực phẩm, 30 viên linh thạch ngọc phẩm và một số những thứ linh tinh khác nữa. Khi thấy những thứ này, Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch đều trợn trừng hai mắt. Nhiều bảo vật như vậy, đây mới là phát tài đúng nghĩa. Nhưng số bảo vật này được Diệp Huyên đặt ở trong tầng 1 của tháp giới ngục, không gian tầng 1 của tháp giới ngục đủ lớn. Sau khi cất những thứ kia đi, Diệp Huyên quay người nói với Cửu Lâu Chủ và Khương Việt Thiên, hai vị tiền bối, hiện giờ chúng ta xin cáo từ trước. Cửu Lâu Chủ gật đầu, tiểu hữu, Túy Tiên Lâu đã nhận những thứ ngươi đưa ta rồi, tiền sẽ lập tức được chuyển tới, đến lúc đó ta sẽ mang đến học viện Thương Lan. Diệp Huyên ôm quyền, vậy làm phiền ông rồi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đám người Mạc Vân Khởi đi theo sau. Cửu Lâu Chủ nhìn theo đám người Diệp Huyên rời đi, ông ta mỉm cười, rời mắt khỏi đó, lần này cũng kiếm được không ít rồi. Khương Việt Thiên gật đầu, lần này Hoàng Thất Khương Quốc đã kiếm hời to rồi. Có thể nói khi có được số tiền này, quốc lực của Khương Quốc sẽ tăng lên trên diện rộng. Cả ba bên đều có lợi. Khương Việt Thiên và Cửu Lâu Chủ nhìn nhau, sau đó hai người đều cười lớn. Học viện Thương Lan, khi đám người Diệp Huyên quay trở lại Kỳ Vẫn Sơn thì mấy tên học viên của Học viện Thương Mộc cũng đã đưa thi thể của học viện Thương Lan lên trên đỉnh núi Kỳ Vẫn. Trước mặt bốn người Diệp Huyên là 36 bộ thi thể, mỗi thi thể đều vô cùng thảm, có thể tưởng tượng được khi bọn họ ở Học viện Thương Mộc đã bị đối đãi như thế nào. Ở bên cạnh là đám học viên của Học viện Thương Mộc. Diệp Huyên không nói gì, đương nhiên bọn chúng cũng không dám làm gì cả. Lúc này Diệp Huyên nói, đi đi. Đám học viên kia như được tha tội, lập tức chạy ba chân bốn cẳng xuống dưới núi. Diệp Huyên dẫn theo đám người Mạc Vân Khởi, đi tới trước những thi thể này. Khi nhìn những thi thể này, nước mắt Kỳ An Chi lại chảy xuống. Mấy ngày nay là mấy ngày nàng ta khóc nhiều nhất. Bốn người Diệp Huyên cúi người thi lễ với những thi thể này. Diệp Huyên nói nhỏ, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi. Nói xong, hắn nói với Bạch Trạch, an táng bọn họ cho thật tốt, sau đó lập một tấm bia, khắc tên của tất cả bọn họ lên bên trên, để học viên của Học viện Thương Lan trong tương lai đều phải nhớ tới bọn họ, nhớ bọn họ đã chết vì học viện. Ngoài việc đó ra, cố gắng liên lạc với người thân của bọn họ, có thể bồi thường được gì thì phải cố gắng hết sức. Mạc Vân Khởi gật đầu, để ta đi liên hệ với người thân của bọn họ cho. Diệp Huyên gật đầu, ngoài đó ra còn có một việc nữa. Cho dù Học viện Thương Mộc đã bị tiêu diệt nhưng đó chỉ là một phân viện thôi, bởi vậy nguy cơ của chúng ta vẫn chưa được giải trừ, thực lực của ta và các ngươi đều phải tăng lên. Ta cũng không ép buộc các ngươi, nếu như các ngươi lén lút lười biếng thì cũng không sao, nếu tương lai các ngươi chết, ta nhất định sẽ hậu táng cho các ngươi, tổ chức tang sự đình đám để các ngươi được nở mày nở mặt. Nói xong hắn quay người rời đi. Ba người Mạc Vân Khởi. Diệp Huyên đi tới rừng trúc ở sau núi. Hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó tay phải đặt lên trên hai mắt. Kiếm nhãn. Việc cấp bách của hắn hiện giờ là tu luyện thành kiếm nhãn. Chương 223, kiếm nhãn. Kiếm nhãn. Diệp Huyên đương nhiên muốn tu luyện thành kiếm nhãn trước, bởi vì hiện giờ hắn không có hai mắt, chiến lực đã bị giảm sút. Diệp Huyên từ từ phân tích công pháp kiếm nhãn mà cô gái bí ẩn cho hắn, càng phân tích càng kinh ngạc. Bởi vì công pháp này quá khó tin rồi. Hơn nữa còn khá phức tạp nữa. Kiếm nhãn. Lấy kiếm làm mắt, mà muốn lấy kiếm làm mắt thì trước tiên phải lấy tâm làm kiếm. Tâm. Đây mới là điểm then chốt của kiếm nhãn. Chỉ khi thực hiện được lấy tâm làm kiếm thì mới có thể ngưng tu được kiếm ý, lấy kiếm làm mắt, chuyện đó tương đương với việc hắn lấy tâm quan sát thế giới, kiếm chỉ là môi giới mà thôi. Gọi là kiếm nhãn nhưng thật ra gọi là tâm nhãn thì thích hợp hơn. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất. Kiếm liên tú đang lơ lửng ở bên người hắn. Ở quanh người hắn, một luồng kiếm ý âm thầm ngưng tụ. Kiếm ý. Chính Diệp Huyên cũng không biết kiếm ý của mình là kiếm ý gì, trước đó cô gái bí ẩn chưa nói gì đã biến mất rồi. Nhưng đối với hắn thì kiếm ý gì cũng không hề quan trọng, chủ yếu nhất là nó có thể tăng chiến lực. Diệp Huyên bắt đầu chậm rãi vận hành công pháp cô gái bí ẩn đưa cho, không lâu sau quanh người hắn đã có kiếm mang xuất hiện. Môn công pháp này chỉ có 3 điểm quan trọng. Nghe, cảm nhận, nghĩ. Diệp Huyên nghiêng tai lắng nghe. Tiếng gió. Hắn nghe thấy tiếng gió, rất khẽ.
thời gian dần trôi qua, hắn lại nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ở rừng trúc quanh đó. Lúc này, kiếm ý quanh người hắn đột nhiên tỏa ra phía bên ngoài, kiếm ý thuận theo ý niệm của hắn, đi tới những chiếc lá trúc kia. Khi kiếm ý xuất hiện ở trên những chiếc lá trúc này, hắn lập tức cảm nhận được tất cả những chi tiết của chiếc lá trúc. Loại cảm giác này giống như là hắn tận mắt nhìn thấy. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Diệp Huyên cảm thấy hưng phấn. Đối với hắn mà nói thì đây chính là một phát hiện hoàn toàn mới. Rất nhanh Diệp Huyên đã phát hiện ra kiếm ý đang lan tràn khắp mặt đất, rất nhanh hắn đã cảm nhận được lòng đất, đá vụn, hơi thở của đất đai, dòng nước. Càng ngày hắn càng cảm nhận được nhiều, càng ngày càng rõ ràng hơn, thậm chí là còn rõ ràng hơn cả dùng mắt quan sát nữa. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Diệp Huyên hoàn toàn đắm chìm vào bên trong. Rất nhanh kiếm ý của hắn đã tỏa ra khắp xung quanh, nhưng cũng không thể tỏa ra xa được. Sau khi kiếm ý vượt qua chừng 10 trượng thì hắn đã bắt đầu cảm thấy uể oải. Trong vòng 10 trượng, hắn có thể mượn kiếm ý để quan sát tất cả mọi thứ, nhưng như vậy cũng quá phiền phức rồi. Bởi vì muốn cảm nhận được tất cả xung quanh thì nhất định phải tản kiếm ý ra ngoài, nhưng vậy thì kiếm ý sẽ vô cùng phân tán, uy lực sẽ bị giảm đi nhiều. Điều hắn cần làm là tu luyện thành kiếm nhãn, đến lúc đó thì không cần phiền phức như vậy cũng có thể đạt được hiệu quả tương đương. Vừa nghĩ tới đây, kiếm ý thu kiếm ý quay trở về. Áp xúc kiếm ý. Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng nén kiếm ý lại, chỉ trong thời gian ngắn, kiếm ý ở trong cơ thể hắn và quanh người được liên tục nén lại, hiện giờ dường như có vô số chuôi đao gió đang cắt lên cơ thể của hắn vậy. Đau tới mức không muốn sống nữa. Thiếu chút nữa là Diệp Huyên đã kêu lên, nhưng cuối cùng hắn vẫn kìm nén được. Nếu như gặp chút chuyện như vậy đã không chịu được thì còn là đàn ông nữa không? Diệp Huyên hắn sẽ không kêu đâu, đánh chết. Á! Đúng lúc này, cơ thể Diệp Huyên run bần bật, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng trong rừng trúc. Vù 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 vù. Ở quanh người Diệp Huyên, kiếm ý dường như những dòng điện, không ngừng tập trung về phía hai mắt của hắn. Không chỉ có kiếm ý mà còn có từng tia kiếm mang. Số kiếm mang mà kiếm ý này tập trung về phía hai mắt của hắn, người thường không thể chịu đựng nổi cảm giác đau đớn của chuyện này. Từng có một khoảnh khắc hắn định từ bỏ. Nhưng lúc này dù hắn muốn từ bỏ cũng không được. Thời gian dần trôi qua, vô số kiếm ý và kiếm mang đang tụ tập ở trong hốc mắt của hắn, đó đều là kiếm ý và kiếm mang đã được nén lại. Hiện giờ gương mặt hắn tràn ngập tơ máu, vô cùng đáng sợ. Từ đó có thể tưởng tượng được hiện giờ hắn đang phải chịu đựng đau đớn đến mức nào. Khi Diệp Huyên đang tu luyện, ba người Mạc Vân Khởi cũng đang điên cuồng tu luyện. Cho dù bọn họ thắng trong trận chiến với học viện Thương Mộc. Nhưng cả bốn người đều không hề quên chuyện Lão Kỳ chết để bảo vệ bốn người bọn họ. Bất lực là như nào? Tuyệt vọng là như nào? Bọn họ đã cảm nhận được sâu sắc được hai điều này khi tận mắt nhìn Lão Kỳ ngã xuống. Bất kể là Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch hay là Kỳ An Chi đều không muốn trải qua cảm giác bất lực và tuyệt vọng đó thêm một lần nào nữa. Hiện giờ học viện Thương Lan chỉ còn lại bốn người bọn họ. Diệp Huyên còn bị cắn ngược dẫn đến mù hai mắt, chỉ nghĩ tới đây thôi là họ đã cảm thấy áp lực nặng nề rồi. Tu luyện. Cho dù Mạc Vân Khởi thích lười biếng nhất thì giờ cũng đang điên cuồng tu luyện, từ đầu tới chân hắn buộc đầy những quả cầu sắt nhỏ, ngày ngày trời còn chưa sáng đã chạy vào trong núi rồi. Khi quay trở về, toàn thân hắn ướt sũng, không chỉ vậy, hai chân hắn còn không ngừng run rẩy, nhưng sáng ngày hôm sau vẫn lặp lại như vậy, trời còn chưa sáng đã lại đi ra ngoài. Bạch Trạch không tu luyện ở dưới thác nước nữa, ngày ngày y không ngừng va chạm thân thể mình lên vách núi. Y khác với người bình thường, càng kích thích mạnh thì cơ thể y sẽ càng mạnh mẽ. Hơn nữa huyết mạch chi lực của yêu tộc trong cơ thể hắn sẽ có khả năng được kích hoạt cao hơn. Nhưng quá trình này vô cùng đau đớn. Mỗi lần y va chạm vào vách núi, thịt trên người y đều bị rách ra một phần. Dưới vách núi đá, Bạch Trạch một lần lại một lần va vào vách núi. Mỗi lần tông lên trên vách đá thì y lại hú lên một tràng, đau chết mất thôi. Ở một nơi khác, trong điện Anh Linh. Đây là một tòa đại điện mới được xây dựng xong, bên trong đại điện được đặt gần 100 tấm linh bài của Lão Kỳ được đặt ở vị trí bắt mắt nhất. Hiện giờ Kỳ An Chi đang quỳ trước các linh bài. Đúng lúc này có một người đi tới. Người tới chính là Diệp Huyên. Toàn thân Diệp Huyên run lên, đi đường cũng loạng choạng. Chương 224, đời này không hối tiếc.
Kỳ An Chi không quay đầu lại, nàng ta đờ đẫn nhìn những tấm linh bài kia. Diệp Huyên đi tới bên cạnh Kỳ An Chi, hắn ngồi xuống, mặt hướng về phía những tấm linh bài kia. Diệp Huyên nói nhỏ, cô đã quỳ ở đây một ngày rồi đó. Kỳ An Chi không nói gì. Diệp Huyên quay đầu nhìn Kỳ An Chi, tương lai ta muốn các cô đi theo giúp ta, cùng nhau tiến tới Tổng viện ở Trung Thổ Thần Châu. Kỳ An Chi nhìn Diệp Huyên, ngươi nghiêm túc hả? Diệp Huyên gật đầu, nghiêm túc. Kỳ An Chi gật đầu, đứng dậy quậy người rời đi, khi tới cửa thì nàng ta đột nhiên dừng lại, ra ra nói có được mấy học viên như các ngươi, đời này ông đã không còn gì tiếc nuối nữa. Nói xong nàng ta đi mất. Ở trong điện, Diệp Huyên ngồi dưới đất, hắn cứ ngồi như vậy, không biết bao lâu sau thì hắn lấy hồ lô rượu bên hông ra, uống một hớp nhỏ. Hơi cay nóng, nhưng vị cũng không tệ lắm đâu. Thế là hắn uống thêm mấy hớp nữa. Chẳng mấy chốc thì mặt hắn đã đỏ bừng. Trước đây rất hiếm khi hắn uống rượu, thậm chí phải nói là cơ bản không uống rượu, bởi hắn thấy uống rượu sẽ làm hỏng việc. Mà hiện giờ sau khi uống vài ngụm, hắn thấy cũng không tệ lắm. Uống một ngụm lại uống một ngụm, rồi Diệp Huyên đột nhiên quỳ trước linh bài của lão Kỳ, hai tay ôm đầu mình, nước mắt tuôn ra như vỡ đê. Sao hắn có thể quên hình ảnh lão Kỳ chết được chứ? Chưa bao giờ quên. Không biết qua bao lâu sau, Diệp Huyên đột nhiên từ từ đứng dậy. Hắn quay người rời khỏi, khi đi tới cửa đại điện, hắn dừng lại, nói nhỏ, lão Kỳ, ông hãy yên tâm đi, học viện Thương Mộc Thanh Châu, thế giới ngầm ta sẽ không buông tha cho những kẻ đã hại chúng ta đâu. Phía bên Trung Thổ Thần Châu, ta cũng sẽ dẫn đám người lão mặc theo, sư tôn của ông cũng chính là sư tổ của chúng ta không nhận Tổng viện Thương Lan nhưng sẽ nhận vị sư tổ này. Nói xong, hắn rời khỏi điện Anh Linh. Bên ngoài điện, mặt trăng treo trên cao, cả mặt đất được ánh trăng rát bạc. Diệp Huyên loạng choạng đi về phía xa xa. Không lâu sau, Diệp Huyên đi tới phía sau núi, trên đường đi hắn gặp Mạc Vân Khởi đang chạy trốn. Mạc Vân Khởi dừng lại, quan sát Diệp Huyên, nhíu mày nói, Diệp thổ phỉ, ngươi uống say hả? Diệp Huyên lắc đầu, uống say gì chứ? Ta chưa say. Nói xong, hắn mở bàn tay ra. Kiếm Liên Tú xuất hiện ở trong tay, hắn chỉ kiếm Liên Tú vào Mạc Vân Khởi, Mạc ngu ngốc, tới đây luyện kiếm nào. Vừa nói xong thì hắn xông thẳng tới. Thấy Diệp Huyên xông tới thật, sắc mặt Mạc Vân Khởi lập tức thay đổi, thân thể lóe lên lùi về sau mấy trượng, kéo giãn khoảng cách với Diệp Huyên, Diệp thổ phỉ, ngươi uống rượu lại lên cơn điên à, ngươi. Mạc Vân Khởi không nói tiếp nữa, bởi vì kiếm Liên Tú trong tay Diệp Huyên đã chém thẳng về phía hắn ta rồi. Mạc Vân Khởi sợ khiếp hồn bạt vía, không ngừng lùi về phía sau, kiếm của Diệp Huyên thì nhanh như điện, truy đuổi theo hắn ta. Mạc Vân Khởi vừa chạy vừa mắng, Diệp thổ phỉ, ngươi uống rượu vào lại lên cơn hả, mau dừng lại cho ông, nếu không ông sẽ tẩn ngươi một trận đó. Diệp Huyên không hề dừng tay, cứ thế đuổi theo Mạc Vân Khởi đang chạy trốn. Hai người chạy rất nhanh, không lâu sau Mạc Vân Khởi đã chạy tới chỗ Bạch Trạch, hiện giờ Bạch Trạch đang nằm rạp trên đất, thở hồng hộc. Khi thấy Diệp Huyên đuổi theo Mạc Vân Khởi, y ngỡ người ra, Mạc ngu ngốc, sao ngươi lại chọc tới hắn vậy? Mạc Vân Khởi trừng mắt với Bạch Trạch, chọc cái quằn què. Tên này uống rượu say, khi nãy vừa nhìn thấy ta đã xông tới đòi chém. Nói tới đây, hắn nghiêng người né tránh, một luồng kiếm quang lóe lên. Bù! Thanh kiếm cắm xuống trước mặt Bạch Trạch, chỉ cách y có vài tấc. Bạch Trạch nuốt khan vài cái, sau đó bò về phía sau. Thân thể của y mạnh mẽ nhưng kiếm của Diệp Huyên rất sắc bén, quan trọng nhất chính là thanh kiếm này đạt tới bậc minh trung phẩm. Lúc này Diệp Huyên đang vui vẻ đi về phía Mạc Vân Khởi cách đó không xa, gương mặt hắn đỏ bừng, trên tay cầm hồ lô rượu, thỉnh thoảng lại uống một ngụm. Khi thấy vậy, sắc mặt Mạc Vân Khởi đen lại, Diệp thổ phỉ, ngươi. Đúng lúc này, tay phải Diệp Huyên ngoắc một cái, kiếm Liên Tú trở về trong tay hắn. Hắn cầm kiếm chỉ về phía Mạc Vân Khởi. Giận dữ nói, ngươi là ai? Vì sao dám tự tiện xông vào trong học viện Thương Lan ta? Vừa dứt lời, hắn cầm kiếm xông thẳng về phía Mạc Vân Khởi. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này hắn sử dụng nhất kiếm định sinh tử. Khi thấy là chiêu kiếm này, sắc mặt Mạc Vân Khởi thay đổi, xoay người bỏ chạy. Ở bên cạnh, Bạch Trạch chôn đầu vào trong đất, không hề nhúc nhích, miệng lẩm bẩm, đừng nhìn thấy ta. Đừng nhìn thấy ta. Chương 225, 360 triệu kim tệ. Nhất kiếm định sinh tử.
Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch đều rất quen với chiêu thức này. Tuyệt đối là sát chiêu mạnh nhất của Diệp Huyên. Khi đối mặt với đòn tấn công của Diệp Huyên, Mạc Vân Khởi không nảy sinh suy nghĩ đối kháng luôn, lập tức co giò chạy trốn. Bạch Trạch cũng không dám đón đỡ chiêu này, thế là chọn cách giả chết. Hiện giờ rõ ràng là Diệp Huyên đang say mềm, tạm thời tránh mũi nhọn thì tốt hơn. Nhưng đúng lúc này Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, Kiếm Liên Tú cũng đứng yên tại chỗ, sau đó thì Diệp Huyên ngã xuống đất. Hiển nhiên sức rượu đã tản dần. Ở nơi xa, Mạc Vân Khởi dừng lại, hắn ta quay đầu nhìn Diệp Huyên nằm dưới đất, thở dài một tiếng, quay trở về. Dưới ánh trăng, ba người nằm trên một tảng đá lớn. Diệp Huyên tựa lưng vào tảng đá, ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch thì dựa ở hai bên cạnh. Ba người im lặng hồi lâu không nói gì. Đột nhiên Diệp Huyên lên tiếng, xây dựng lại học viện Thương Lan, báo thù cho Lão Kỳ đều rất khó khăn và nguy hiểm, hai người các ngươi. Ngừng. Mạc Vân Khởi đột nhiên chen ngang, Diệp Thổ Phỉ, có phải là ngươi đang định bảo chúng ta hãy rời đi hay không? Diệp Huyên im lặng. Hắn biết việc báo thù là vô cùng khó khăn. Hắn không biết thế giới ngầm và học viện Thương Mộc ở Thanh Châu mạnh mẽ đến mức nào, nhưng hắn hiểu hiện giờ hắn tuyệt đối không thể chống lại bọn chúng được. Mà rất có thể hai thế lực đó sẽ không buông tha cho hắn. Trừ đó ra hắn còn muốn tới Tổng viện Thương Lan ở Trung Thổ Thần Châu, tới đó đương nhiên không thể tới để giảng lý lẽ rồi. Trên thế giới này, nếu như muốn nói lý lẽ thì trước tiên cần phải so nắm tay đá. Nắm đấm to hơn người khác thì người khác mới chịu nói lý lẽ với ngươi. Con đường sau này sẽ rất khó đi. Lúc này Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, Diệp Thổ Phỉ, chúng ta biết con đường tương lai sẽ rất khó đi, chính vì nó khó con mẹ nó đi như vậy nên chúng ta càng không thể để ngươi đi một mình được. Nói xong, hắn quay người lại, nhìn về phía chân trời, nói, bất kể tương lai xảy ra chuyện gì thì mọi người hãy cùng nhau gánh vác được thì cùng nhau vượt qua, không gánh vác nổi thì chúng ta chết cùng nhau. Cho dù ta không muốn chết nhưng ta càng không muốn làm kẻ hèn nhát. Còn nữa, Lão Kỳ không chỉ chết vì một mình ngươi, còn vì ta và to con nữa. Chúng ta có trách nhiệm báo thù cho ông ấy, hoàn thành tâm nguyện của ông ấy. Bạch Trạch cũng gật đầu, cùng nhau gánh vác, không thể thiếu ai được. Nói xong y siết chặt tay phải, ngay sau đó, toàn bộ cánh tay phải căng phồng lên, gân xanh nổi lên, vô cùng đáng sợ. Bạch Trạch nhìn Diệp Huyên, chân thành nói, ta sắp kích hoạt được huyết mạch trong cơ thể rồi, ta đánh nhau rất giỏi. Mạc Vân Khởi nhìn Bạch Trạch, to con, huyết mạch yêu thú trong cơ thể ngươi là huyết mạch gì vậy hả? Không phải là huyết mạch chó mèo gì đó chứ? Mạc Vân Khởi đột nhiên bay ra ngoài. Mạc Vân Khởi rơi xuống cách đó vài trượng, nhưng hắn ta nhanh chóng bỏ lên, tức giận chỉ Bạch Trạch một đấu một. Bạch Trạch lập tức xông tới. Chẳng mấy chốc, hai người đã quấn lấy nhau. Trước tảng đá lớn, Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, được. Có chuyện gì thì mọi người cùng nhau gánh vác, không gánh vác nổi thì chúng ta chết chung với nhau. Nói xong, hắn cầm hồ lô rượu bên hông lên, uống ừng ực vài ngụm. Khi thấy vậy, Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch ở gần đó lập tức dừng tay, hai người nhìn về phía Diệp Huyên, mặt Diệp Huyên đỏ ửng lên, không chỉ như vậy, thanh kiếm bên hông hắn bắt đầu chấn động liên hồi. Chạy! Mạc Vân Khởi xoay người chạy, tốc độ của hắn ta ớt nhanh. Lập tức biến mất khỏi chỗ đó, nhanh như một cơn gió vậy. Sau khi do dự đôi chút, Bạch Trạch cũng xoay người chạy trốn. Không đánh lại tên Diệp Thổ Phỉ này đâu. Mau mau chạy thôi nào. Ở chỗ cũ, Diệp Huyên tiến vào trạng thái chiến đấu, hắn chậm rãi, loạng trà loạng choạng đi về phía trước. Kiếm Liên Tú cũng bay tới bay lui ở bên người hắn, dường như kiếm cũng đang say rượu vậy. Ngày hôm sau, Cửu Lâu chủ của Túy Tiên Lâu đi tới Học viện Thương Lan, hiện giờ Học viện Thương Lan đã xây dựng 16 tòa đại điện, bất kể về quy mô hay những thứ khác đều vượt hơn trước kia nhiều. Trước đây Học viện Thương Lan vốn không thể coi là học viện được, với quy mô hiện giờ mới được xem như một học viện chính thức. Điện Thương Lan. Quy mô Điện Thương Lan hiện giờ ít nhất cũng lớn hơn trước vài lần, cho dù bên trong trang trí không quá xa hoa nhưng rất độc đáo. Bên trong điện, Diệp Huyên đi tới trước mặt Cửu Lâu chủ. Ông quyền nói, mời tiền bối ngồi. Cửu Lâu chủ cười đáp, ngồi thì không cần đâu, hôm nay ta tới đây là để mang đồ cho tiểu hữu. Nói xong, ông ta lấy một tấm thẻ vàng ra, đưa cho Diệp Huyên. Diệp Huyên nhận lấy tấm thẻ vàng, sau đó nhìn về phía Cửu Lâu chủ,
Ông ta cười nói, tiểu hữu thử đoán xem bên trong có bao nhiêu. Diệp Huyên lắc đầu. Cửu lâu chủ cười lớn một tiếng, 360 triệu kim tệ. Nghe vậy, tay Diệp Huyên run lên. 360 triệu kim tệ. Cửu lâu chủ cười nói, có phải là tiểu hữu cảm thấy rất nhiều hay không? Diệp Huyên nghiêm túc gật đầu. Cửu lâu chủ lắc đầu, ngươi sai rồi. Diệp Huyên nhìn cửu lâu chủ, hỏi, tại sao? Cửu lâu chủ cười khổ, ngươi cũng biết mà, sau khi đạt tới thông u cảnh, mỗi lần tăng cảnh giới lên cần tiêu tốn bao nhiêu kim tệ chứ? Một con số trên trời đó. Thật ra tu luyện chính là đốt tiền. Một tên cường giả thông u cảnh một khi cần tăng cao thì ít nhất phải chuẩn bị 100 triệu kim tệ để mua tài nguyên tu luyện. Số tiền này vẫn chưa bao gồm linh khí, võ kỹ và công pháp nữa đâu, mà khi tới vạn pháp cảnh, vậy số tiền cần thiết còn kinh khủng hơn nữa. Sợ rằng một quốc gia cỡ nhỏ cũng không thể nuôi nổi. Nói tới đây, ông ta lắc đầu, nếu như không phải nhờ có sư tôn ngươi giúp đỡ, sợ rằng đời này ta không có hy vọng tiến thêm một bước nữa. Rất nhiều người không phải là không có thiên phú, không phải không đủ cố gắng, mà là không có tiền. Diệp Huyên gật đầu, xin thụ giáo. Cửu lâu chủ gật đầu, tu luyện chính là đang đốt tiền, đối với ngươi mà nói thì hiện giờ ngươi còn rất nhiều chỗ để dùng tiền. Đặc biệt là kiếm tu các ngươi. Cần có đủ các loại tài nguyên tu luyện, đến lúc đó ngươi sẽ cảm thấy mình rất nghèo. Diệp Huyên mỉm cười, đến lúc đó sợ rằng phải tới Quy Lâu để vay ít tiền đó. Cửu lâu chủ cười lớn một tiếng, không thành vấn đề, chỉ cần tiểu hữu mở miệng, lão phu sẽ dùng hết khả năng của mình. Diệp Huyên mỉm cười đáp lại. Đúng lúc này, cửu lâu chủ đột nhiên nghiêm mặt nói, tiểu hữu, sợ rằng ngươi phải cẩn thận đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.